Có cần chị giúp gì không? Ủa chị, em nói hôm nay em đãi mọi người mà. Mợ hôm nay gây bất ngờ cho cả nhà đó nha. Dạ, thôi chị đi lên trước đi, sắp xong rồi. Rồi, chị lên, cần gì thì cứ gọi chị nha. Dạ, dạ, dạ. Mẹ, nó tin cho con. Dạ, chị tin rồi mẹ. Cố gắng hen. Dạ, mẹ lên trước đi. Anh ơi, có nhân viên mới nè. Chuyện gì ạ? Ủa? Cái gì vậy? Anh Lạc Đà. Thôi tao về. Cái gì? Tôi ký ông bây giờ ông tin không? Anh. Anh Lạc Đà, em rất mừng khi thấy anh đến đây làm việc đó. Xích qua đi con. Tôi chỉ muốn làm cháu mày vui thôi nha. Dạ em biết mà. Trời ơi, cái gì vậy không biết nữa. Ngon thiệt á. Công nhận mợ cũng có khiếu nấu ăn nha. Em mà em á không làm thì thôi, em mà làm á phải tới nơi tới chốn em mới làm. Xin lỗi, con nghe điện thoại. Alo. Tôi đây. Chị là ai? Chị xem tivi hả? Chị nói có thiệt không? Cái chuyện này á không có đùa được đâu nha chị. Chị có chắc không? Giờ chị đang ở đâu? Thôi được rồi, chị chờ tôi chút xíu, tôi ghi địa chỉ nha. Rồi chị đọc đi chị. Dạ dạ. Dạ dạ. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ xuống đó ngay. Rất mong được gặp chị và cháu. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chuyện gì vậy bà? Ba. Có chuyện gì vậy con? Con mới vừa nhận được một cuộc điện thoại ở Cà Mau. Của ai vậy con? Dạ, một trại nuôi trẻ nhỏ ở Cà Mau. Sao mợ? Họ nói là họ xem tivi, họ phát hiện ra một điều là họ có nuôi một bé gái có đặc điểm và hoàn cảnh giống y như con chị Nhung vậy đó. Thiệt không mợ? Họ nói sao mợ? Chị cứ bình tĩnh nha. Chuyện này cũng chưa chắc lắm đâu. Nhưng mà nghe giọng người này, em có một cảm giác lạ lắm. Hình như là mà thôi, cái chuyện này á mình phải đến tận nơi mình mới biết đúng hay không. Mời anh chị uống nước. Cảm ơn. Thưa cô, chị là cô đã nuôi cháu 15 năm sao ạ? Dạ không ạ. Tôi là người phụ trách mới. Được nghe nói là cách đây 15 năm có một người bán rau dẫn tới đây một cháu bé, mặt mày thì lem luốc, nhưng mà ăn mặc rất là sang trọng. Mặc một chiếc đầm đỏ, cột một chiếc nơ cột tóc màu đỏ. Khi dẫn cháu về đây, cháu khóc rất là nhiều, còn đã gặp ba mẹ nữa. Cháu còn nói hôm đó là sinh nhật của cháu nữa. Dạ đúng rồi, hôm đó là sinh nhật của nó mà. Cô ấy hỏi cháu tên là gì, cháu nói là cháu tên Khế. Cổ nói tên gì mà ngộ quá. Rồi cháu mới nói đó là cái khế của bà ngoại gì đó. Đúng rồi, chính là ông ngoại đã đặt tên khế cho cháu đó. Rồi sao nữa cô? Bà bán rau nói là thấy cháu núp trong một lùm cây, không biết con cái nhà ai, bà ta đem đến gửi ở đây nuôi. Sau đó bà ta đi mất luôn. Ngày đó cô phụ trách cũ hỏi thăm khắp nơi, hỏi là có ai mất con không, nhưng mà không có. Nên cổ quyết định giữ bé ở đây, nuôi đến bây giờ. Hôm trước tôi xem tivi, thấy chương trình Tìm Người Thân. Tôi giật mình khi nghe nói về hai nốt rùa son. Đúng rồi, con tôi nó có hai nốt rùa son, một trong lòng bàn tay, một ở sau ót đó cô. Đúng rồi, em nó ở đây cũng có giống y như vậy đó chị. Vì vậy tôi mới gọi chị tới đây xem kỹ em nó có phải là con của chị không. Dạ, tôi đội ơn cô, tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cô ơi, cháu nó đâu rồi cô? Cô có thể cho tôi gặp nó được không cô? Tôi không chờ được nữa đâu cô. Chị chờ một chút đi, em nó mới về tức thì. Nó đang tắm. Để tôi ra sau gọi nó lên cho chị nha. Dạ. Anh chị chờ chút. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Chị có cảm giác giống như em không? Sao tự nhiên chị cảm thấy hồi hộp quá? Trong lòng em cũng hồi hộp quá chừng á. Linh tính của em mách bảo á, hình như lần này đúng á chị. Chị chỉ biết cậu trời. Cậu trời. Con chào cô. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Có phải là con không hả Khế? Con chính là Khế mẹ ơi. Con gái tôi. Mẹ, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Mình. Ủa, bà cũng đang ở đây sao? Tôi đang mong là Quỳnh nó phò hộ cho chuyến đi tìm con của con Nhung có kết quả. Tôi cũng vậy. Mình cắm cho Quỳnh đi. Mẹ, nhà mình ra sao hả mẹ? Nhà mình có ông bà ngoại, có vợ chồng cậu mở ba nè. Ông bà ngoại có hiền không hả mẹ? Nhà mình ai cũng hiền hết á. Con mà về nhà nhất định sẽ được cưng nhất nhà cho coi. Thiệt hay gì? Vậy ông bà ngoại thương con hả mẹ? Nhất định. Ông bà ngoại sẽ rất thương con, thương nhất nhà đó. Vậy còn ba con đâu hả mẹ? Ba con mất rồi. Hả? Thôi nhưng mà bây giờ thì con có mẹ rồi. Nhiều đó là cũng đủ lắm rồi. Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm. Qua à? Dạ. Ra mở cửa đi con. Dạ. Ông ơi, mình à. Tụi nó về rồi đó. Vậy à. Ra con. Tới rồi đó. Ba mẹ. Wow, nhà mình đẹp quá. Nhà của con đó. Dạ. Ba mẹ, con đã tìm được cháu cho ba mẹ rồi nè. Vô con. Đây là bé Khế đây sao? Dạ, chính là bé Khế đó ba. Cô sang ông đi. Xinh quá. Con là Khế phải không? Dạ, con là bé Khế. Sao nói ở trong trại mồ côi mà lại nhuộm tóc vàng vậy? Chết cha, sao mình không để ý ta? Sao sắp chết người thiệt á. Dạ, ở trại mồ côi á thì cũng có quyền làm đẹp chứ ông. Con á tôi bị nhốt trong trại, nhưng mà hàng ngày á con cũng được xem tivi, nên con rất là nhiều phim. Nên là con cũng hiểu con gái đẹp á sẽ có nhiều cơ hội đổi đời. Nên con cố gắng đi làm kiếm tiền thêm để có tiền nhuộm tóc đó ông. Con bé này nó cũng làm dữ ha. Con nhỏ. Đúng là dòng họ nhà mình rồi đó ba. Nó dễ thương quá hả mình. Lâu ngày ông ngoại con không gặp con. Dạ. Nên cũng bất ngờ đó. Tình cảm nó cũng lợt lạc. Nhưng Dung à, Con cố gắng đi, làm cháu ngoan, cháu hiền là ổng thương, ổng quý ngay mà. Ông ngoại con coi vậy chứ mà dễ lắm. Thôi mẹ nó đưa con đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ha. Dạ, đi con. Dạ. Đi con. Ủa, anh Lạc Đà, mày đang làm gì người ta vậy? Em cởi áo, đắp áo chút mày cho đỡ lạnh thôi. Anh chưa về sao? Tao chờ ông mày đi về mày. Tụi em làm việc khuya quá nên ngủ quên, ngủ ở đây luôn. Ngủ quên hay là mày có ý đồ xấu với con gái người ta hả? Hả? Thôi được rồi, anh đi vô trong đi, ở ngoài này lạnh lắm. Không mày, tao thích ở ngoài đây nè. Giờ tao chờ ông mày thức dậy, tao với ông mày vậy á. Trời ơi, giờ sao mà về được, nửa đêm rồi. Đi đường khuya nguy hiểm lắm. Thôi, hôm nay anh em mình ngủ lại đây. Không, tao nói là tao thích ở đây nè. Thôi được rồi, em có mời anh vô mà anh không chịu vô nha. Em buồn ngủ quá, em vô ngủ á. Vậy ha. Hả? Sao mày không lấy mền mày đắp, mày cà áo làm chi? Trời ơi, anh Lạc Đà ơi, ở đây là xưởng, có mền đâu mà đắp. Giờ anh có vô không? Không á, tao thích ở đây nè. Nè, thôi em để cửa đó, chừng nào muốn vô thì vô. Ngoài trời lạnh lắm á. Vậy ha. Trời trời, mình để hai đứa nó ở với nhau giống như là lửa gần gom vậy trời. Thôi vui đại đi trời. Mình vẫn không tin con bé đó là con Khế hay sao? Con Nhung nó nói với em á là lúc con Dung nó đi lạc á, thời gian cũng đúng vào ngày đó. Cách đây 15 năm rồi. Đặc điểm nhất là cái một rùi son ở bàn tay trái của con Dung. Nó nhớ từng ly từng tí vậy đó. Em nghĩ trên đời này không bao giờ có một sự trùng hợp như vậy được. Không phải tôi nói là tôi không tin, nhưng cái cảm giác của tôi thấy nó làm sao, nó có một cái gì đó làm tôi thấy nó chưa ổn. Được rồi, em sẽ có cách xác minh. Bà định làm gì? Thời đại khoa học mà, thử máu là biết liền. Cũng được, nhưng phải tế nhị, đừng làm cho con bé nó bị tổn thương nha. Em biết cách mà, mình đừng lo ha. Chào con gái của mẹ. Mẹ. Con ngủ ngon không? Con ngủ ngon lắm mẹ à. Con ngủ ở nhà mình. Con ngủ ngon lắm. Đến tận bây giờ mẹ cũng không tin nổi đây là sự thật. Con cũng bất ngờ quá mẹ ơi. Sao tự nhiên mẹ đòi thử máu vậy? Nếu không làm chuyện này thì làm sao ba con tin được? Nhưng mà Sơn à, mẹ nhớ con có thằng bạn là bác sĩ, con nhờ nó được không Sơn? Mẹ, thật sự là con chịu hết nổi rồi. Con cũng không hiểu làm sao con lại chấp nhận làm cái chuyện này nữa. Mẹ có biết làm như vậy là thất đức lắm không? Mày có im cái miệng mày không? Làm gì là ông ổng ấy vậy? Hay là mày muốn cả nhà để biết chuyện hả? Rồi làm loạn lên hả? Thì bây giờ cũng đã loạn lên hết trơn rồi. Bình tĩnh đi con. Sơn à, con là con của mẹ. Hãy nhớ một điều này, cả đời mẹ, tất cả những việc mẹ làm đều là vì con và con của con hiểu chưa Sơn? Nhưng mà con không cần những cái thứ đó, con chỉ muốn được yên ổn thôi. Không còn đường lùi nữa rồi, đạo phong lao thì phải theo lao thôi. Nghe lời mẹ nè, chúc cho mẹ đi con. Bạn cô làm bác sĩ, nó sẽ không bao giờ chấp nhận làm chuyện này đâu mẹ. Nhưng liệu có ổn không mẹ? Thêm một người biết chuyện này, không còn con đường nào khác hết. Nhờ bạn con đi Sơn. Mẹ, nó sẽ từ chối, con biết tính nó mà. Thì con chia thật đậm vô. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Trời ơi, biết chừng nào mới được yên ổn đi hả trời. Sơn ơi, Sơn, cố lên con, gần đến đích rồi con. Cố lên Sơn. Bác sĩ cố gắng giúp tôi lần này. Đó là trái nguyên tắc. Nhưng tôi trở thành bác sĩ như ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ của anh. Thôi anh về đi, 2 ngày sau sẽ có. Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi về. Chị Nhung, chị đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này là cần thiết mà. Con có thấy buồn không? Dạ không đâu mẹ, con tin vào linh cảm của con mà. Con thấy á, thử máu càng làm cho hai mẹ con mình thương nhau nhiều hơn. Con tin là con với mẹ có cùng chung dòng máu mà. Tới lúc đó thì ông ngoại sẽ thương con nhiều hơn. Mẹ cũng tin vậy. Dạ bác sĩ, mời cô Nhung theo tôi vào lấy mẫu máu. Dạ. Bà ơi, có chắc không vậy? Rủi không được là chết luôn á. Yên tâm, đã thu xếp đâu vô đó hết rồi. Hai người sẽ có chung ADN. Và con sẽ chính thức là cháu gái vàng ngọc của gia đình này. Vậy hả mợ? Vào đi. Thưa ba, đã có giấy xét nghiệm ADN của cháu rồi nè ba. À vậy à. Trời ơi, cháu ngoại của tôi đây rồi. Ngoại. Con, từ nay ngoại sẽ không bao giờ để mất con một lần thứ hai nữa đâu. Con phải được sung sướng, ngoại sẽ bù đắp cho con. Ngoại ơi, chỉ cần con được sống bên ngoại là con vui rồi. Ngoại ơi, con thương ngoại quá. Trời ơi, gây cối đâu. Thưa nội. Rồi, Cú Vợ đã về rồi đó. Sao nó gọi con là Cú? Thì cứ nhìn vào đôi mắt thâm quần của con biết rồi. Dạ, thâm. Nhưng mà con rất chăm chỉ nha nội. Tôi biết. Thấy cậu lăn lộn ở xưởng mấy ngày nay là tôi biết rồi. Con người ta khi yêu có khác à. Khi yêu hả nội? Sao? Còn cháu với ông nội nữa hả? Dạ, sao nội biết là con đang yêu? Tại vì tôi á là ông nội của cậu. À con biết rồi, gừng càng già càng cay, đúng không nội? Thôi đi vô tắm đi. Rồi ra đây ông nội báo cho nghe cái tin vui nè. Tin gì vậy nội? Cô hàng Nhung của con đã tìm thấy đứa con gái mất tích bao nhiêu năm nay rồi đó. Tìm được rồi hả nội? Mấy ngày nay tại vì con lo làm cho nên nội không nói cho con được biết á. Để con vô con gặp mặt chị con mới được. Dạ. Từ từ, đi tắm đi. Chút xíu nữa chị con với cô hai mới về. Dạ. Vậy hả nội? Tắm rửa sạch sẽ đi rồi lát gặp. Đừng có để chị con nó chê là em họ của mình bày hày ở dơ ở nhà. Dạ. Con biết rồi, con vô nha nội. Ừ. Alo chú Bảy, con báo cho chú Bảy một tin mừng nè. Cô Hai Nhung của con đã tìm được cô con gái thất lạc rồi. Sao? Cậu nói giỡn với tôi đó hả? Dạ đâu có, ông nội mới nói cho con biết tức thì nè. Ông nội nói hả, là con sắp có chị gái rồi. Trời, không lẽ thiệt vậy sao? Chú Bảy nè, con nói thiệt chứ bộ. Không lẽ đã tìm được bé Khế rồi sao? Ông ngoại. Ừ. Con mới về đó hả? Dạ. Mẹ và mợ ba mua cho con nhiều đồ đẹp lắm nè ngoại. Ừ. Toàn là đồ xịn không à. Nè ngoại coi nè. Đó. Con đẹp vậy thì phải lựa cái đồ xịn đó mà mặc. Cái gì mà con thích cứ nói với mẹ con mua cho nha. Đừng có sợ ông ngoại tốn tiền. Ừ, thôi ngoại vô nhà đi. Con sẽ thay đồ đẹp cho ngoại coi. Ngoại sẽ thấy cháu của ngoại đẹp như thế nào. Được rồi thì con cứ đi vào đi. Đi ngoại. Thôi thôi đừng có kéo. Đừng có kéo. Ngoại nhanh ông ngoại giờ. Ông ngoại, bà ngoại có nhà không? Có. Bà đang ở trong nhà kìa. Đi đi con. Vô mặt cho ông ngoại xem coi. Chà, có vẻ ông ngoại với cháu hợp nhau quá ha. Thôi mình vô đi. Hôm nay tới phiên chị nấu nha. Em sẽ nhìn chơi để học hỏi. Đời tôi một đêm trăng vầng tới. Ba, mẹ. Con. Ba nhìn coi, cháu ngoại của ba có xinh không? Ngoại thấy con sao ngoại? Con cũng biết đi trình diễn thời trang sao? Dạ con coi trên tivi con bắt chước đó ngoại. Vậy à? Ba thấy cháu đẹp không ba? Bà thấy đẹp lắm đó. Nhưng mai mốt phải lựa cái bộ nào mặc cho nó kín đáo chút nghe con. Tuổi trẻ bây giờ toàn như vậy không à. Muốn mua đồ kín đáo cũng không có để mà mua đâu ba. Thôi được rồi. Mai mốt nếu con cần gì cứ nói với mẹ con mua cho nha. Dạ. Mẹ ơi, chị Hai con về rồi hả? Chị Hai ơi. Thằng Lâm đó, nó mới từ ở xưởng về hồi sáng. Nghe tin tìm được con cho nên nó mừng dữ lắm. Về đây để gặp chị Hai nữa đó. Lâm, con trai của mợ, nó tên là Lâm. Ngày xưa hai đứa con chơi chung với nhau đó. Dạ, chắc lâu quá nên con quên. Nội, chị Hai con đâu nội? Chị... Cái thằng này hay chưa? Mày làm gì mà đứng chết sững ở đó vậy? Đây là con gái của cô đó. Nó tên là Dung. Dung là con của cô Hai tôi hả? Thì Dung là con của mẹ Nhung. Lâm khỏe không? Sao kỳ quá vậy? Tại sao Dung có thể là con của cô Hai tôi được chứ? Mẹ, sao kỳ vậy mẹ? Sao vậy con? Bộ... hai đứa quen biết nhau hả? Con đã nói với mẹ nuôi của con á, là con lên Sài Gòn tìm mẹ ruột của con. Nhưng mà mẹ nuôi con không có cho. Con tức. Con thề với lòng là con phải ra đi. Không tìm được mẹ ruột của con thì con sẽ không trở về mái ấm đó nữa. Rồi sao nữa con? Con lên Sài Gòn á, mà không có tiền bạc gì trong tay hết á. Lên được tới đây thì không còn một xu dính túi. Vậy là con gặp tên xã hội đen. Mà lúc đó con có biết nó là xã hội đen đâu. Con không biết gì hết. Nó gặp con, nó gạt con. Nó nói về bán cà phê để có tiền mà đi tìm mẹ. Con nghe theo. Dạ. Thôi, lát nữa nói chuyện tiếp. Bây giờ con ăn cơm đi nha. Dạ, để con kể hết cho em Lâm hiểu chuyện. Mà còn em ấy lại nghi ngờ con. Sau đó thì con trở thành một công cụ kiếm tiền của chúng. Con nhập vào đám bụi đời và vô tình quen biết với em Lâm. Sau đó ra sao thì Lâm cũng biết rồi. Đến nước đường cùng, con buộc phải trở về Cà Mau. Ở được khoảng nửa tháng thì mẹ nuôi con vô tình xem tivi và liên lạc được với M3. Lâm cũng nghe hết rồi đó. Dung không giấu giếm gì hết. Có sao thì nói vậy. Tin hay không á là tùy Lâm. Tôi... Lâm à, con đừng nghi ngờ mà tội nghiệp cho chị Dung của con. Chị Dung với cô hai á, đã xét nghiệm ADN rồi. Họ có cùng chung huyết thống. Dạ, con hiểu rồi. Nếu đã xét nghiệm máu rồi thì chị đâu còn sợ bị nhầm lẫn nữa. Chị Dung à, em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị. Chị đừng buồn em nha. Tại vì em bị bất ngờ quá thôi. Từ nay hai chị em mình sẽ là người một nhà. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Dạ. Thật sự là quá bất ngờ về chuyện này. Dung là chị của mình sao? Thật khó tin. Nhưng mẹ lại nói họ đã làm xét nghiệm ADN rồi mà. Có lẽ vì mình vẫn quen hình ảnh của Dung ở trong nhóm bụi đời và đã làm nhiều chuyện không hay, cho nên đến tận bây giờ mình chưa thể chấp nhận ngay được. Lâm. Ủa Dung. Dung vào chơi được không? Phòng em hơi bừa bộn. Mời chị vô. Lâm sống ở đây sao? Dung ngồi. Lâm xin lỗi, Lâm phải gọi là chị hai mới đúng. Thôi đừng có gọi chị hai, Dung nghe không có quen. Gọi Dung được rồi. Chị hai à. Đã nói là đừng có gọi là chị hai nữa mà. Đâu có được. Chị là chị của em mà. Gọi tên không là hỗn lắm. Trên dưới phải đàng hoàng chứ. Lâm nè, không ngờ chúng ta là người chung một nhà. Dung bất ngờ quá. Em cũng bất ngờ lắm. Dung rất là hạnh phúc khi được sống bên cạnh Lâm. Giờ thì Dung có thể chăm sóc Lâm được nhiều rồi. Vui quá à. Dạ không cần đâu. Em từ nhỏ đã tự lo cho bản thân của mình được rồi. Dạ không làm phiền chị hai đâu. Thôi. Hả? Chị hai à, ở nhà nha. Ở trên xưởng có việc gấp, em phải đi làm. Hả? Sao lại đi làm? Ở nhà luôn đi, nghỉ ngày hôm nay đi. Lát nữa mình đi xem phim luôn nha. Dạ không được. Mấy bữa nay á, tụi em đều phải làm tăng ca, làm thâu đêm luôn á. Từ sáng giờ em mệt quá nên về nhà nghỉ một chút thôi. Em giao xưởng lại cho chú Bảy với Út Mây. Giờ á, em phải vào xưởng liền. Thôi, chị hai ở nhà chơi nha. Em đi ạ. Dạ. Lâm. Lại con Út Mây. Sao mình ghét cái tên Út Mây quá vậy trời. Con mới vừa bước xuống cầu thang á thì á. Trời ơi, kinh khủng quá luôn á. Chuyện gì vậy? Trời, nãy giờ anh kinh khủng 5 lần rồi đó anh. Anh kể đi. Thì từ từ, kinh khủng lắm. Nữa. Chú Bảy biết á, con vừa đi xuống. Mà chú Bảy biết chị hai con là ai không? Ai vậy cậu? Một người rất quen. Hai người thử đoán coi. nữa. Làm sao mà em với chú Bảy đoán được? Anh nói luôn đi. Đó là Dung đó. Hả? Là con Dung á hả? Ừ. Trời ơi, con Dung ăn cắp đó hả? Nhà cậu làm gì có dòng máu hạ lưu đó. Không thể nào như vậy được. Sao kỳ vậy ta? Con Dung sao lại là con của bác Hai được? Thì đó, bởi vậy mới nói. Lúc đầu anh đâu có tin đâu. Tôi cũng vậy. Tôi không tin. Con Dung không thể nào con của cô Nhung đâu. Rồi sau đó thì sao nữa? Thì từ lúc ăn cơm, mẹ anh mới nói Dung với cô Hai đã thử máu rồi, xét nghiệm ADN luôn, chứng minh là Dung là con của cô Hai anh thiệt. À, xét nghiệm thì đâu có sai đâu. Tôi không hiểu chuyện này ra sao hết. Dạ. Có gì đâu mà khó hiểu hả ông Bảy? Chính tôi mà cũng không ngờ nữa nè. Lâu quá không gặp ha, khỏe không Út May? Mày khỏe. Dung sao, khỏe không? Khỏe lắm, rất vui và rất là hạnh phúc nữa kìa. Chị Hai à, sao chị không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi? Chị cũng tính ở nhà rồi, nhưng mà tự nhiên muốn đi đến đây để gặp một số người quen đó mà. Ủa, chị tới đây làm gì? Thứ nhất là đến đây coi phụ Lâm được cái gì thì phụ. Thứ hai là gặp một số người quen cũ ở cái xưởng này. Vậy hả? Vậy chị Hai đi gặp người quen đi. Chú Bảy, Út May, tụi em phải đi xuống xưởng. Tụi em đang có hàng gấp. Đi đi, hai người đi gấp đi. Dạ chị Hai ở chơi nha. Đi đi chú Bảy, nhanh lên. Thời gian còn dài dài. Mình còn nhiều thời gian mà. Bây giờ phải trả một số món nợ mới được. Đời thiệt là đẹp. Hello. Gì vậy? Sao? Sao cô lại vô đây? Tại sao lại không vào đây? Tự nhiên thích thì vào thôi. Ai cho? Không cho phép thì vẫn vào. Nói tóm lại, thích là vào. Cô dám hả? Thì dám mới làm. Cô ra khỏi đây ngay. Tao không ra đó, làm gì nhau? Alo. Khỏi gọi ha. Cô nhỏ mất dạy kia. Mày cút ra khỏi đây ngay. Đồ ăn cắp. Mày mới là đứa ra khỏi đây nha mày. Đồ ngu. Mày dám đánh tao hả? Cho đến ông nội mày tao cũng quýnh nữa, huống chi là mày. Biến mày. Bây giờ mày biết tao là ai không? Để tao nói cho mày biết nha. Là ai? Dạ, nhìn Dung kìa. Trời ơi, sao nó dám mồi gì đây? Ê, sao nó ăn mặc sang quá vậy ta? Phải nó không vậy? Thôi nó còn ai vào đây nữa, nó đó. Con Dung đó. Lắm ở đây. Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Dung á. Lâm giới thiệu Dung là ai cho mọi người biết đi. Mất công mọi người cứ nhìn Dung hoài, trợn mắt nhìn thấy tội nghiệp lắm. Mọi người nghe nè, tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là Dung, chị họ của tôi đó. Chị Dung là con của cô Hai Nhung. Người chị đã bị thất lạc mười mấy năm nay của gia đình tôi. Và cũng là chủ xưởng sơn mài này. Từ nay tôi sẽ cùng với mọi người làm cho xưởng của chúng ta phát triển mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa nè. Tôi xin mọi người cho một tràng pháo tay. Đón chào sự trở lại đầy ngạc nhiên của tôi. Dạ. Chào bà chủ ạ. Chào chú. Dạ, mời bà chủ ngồi. Chú muốn gặp tôi? Dạ, phiền bà chủ mắc công ra đây quá. Dạ, tôi xin lỗi. Vợ chú làm sao rồi? Dạ, cảm ơn bà chủ đã hỏi thăm. Bà nhà tôi đỡ rồi ạ. Chuyện thuốc thang còn tiền không? Dạ, cảm ơn bà, tôi còn ạ. Vậy tốt rồi. Vậy chú hẹn gặp tôi để làm gì? Dạ, tôi muốn hỏi thăm về chuyện con gái của cô Nhung ạ. Hôm nay tôi biết cả nhà ta tìm thấy bé Khế. Tôi cũng không ngờ bé Khế chính là cô Dung, người mà trước đây làm trong xưởng sơn mài của mình. Rồi sao? Dạ, tôi có cái cảm giác có cái gì không ổn trong chuyện này, nên mới xin gặp bà để hỏi cho rõ. Nếu đúng như vậy thì sao? Còn không đúng thì sao? Dạ, nếu quả thật cô Dung là bé Khế của ngày trước thì cuộc đời của tôi từ nay thanh thản vô cùng. Tôi sẽ xin bà cho vợ chồng tôi về quê, sống những ngày còn lại của tôi. tôi sẽ quên câu chuyện này đi, không bao giờ nhắc lại nữa. Còn nếu cô Dung không phải là bé khế thì tội cho cô Nhung lắm bà. Cô Nhung đã một lần đau đớn vì mất con, rồi sau đó lại mất chồng. Bây giờ nếu gặp thêm điều gì đó không hay nữa, tôi nghĩ cô sẽ ngã quỵ mất. Còn tôi sẽ không quên những gì tôi đã làm. Chuyện con Dung thì chú đừng để ý làm chi cho nó mệt cái đầu. Lo mà chăm sóc vợ chú đi. Họ đã thử máu rồi, linh cảm thì cho là không phải, nhưng mà khoa học á cho là phải. Chú tin ai? Ôi, mau chóng kết thúc cái chuyện này thôi, không ai phải đau khổ cả. Chú thì cứ làm việc bình thường ở xưởng đi, còn cái chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, tôi không nghe đâu. Chào chú. Dạ. Nè con, để trái cây ra đi. Dạ. Đây là mộ của ba con. Dạ. Con thắp nhang cho ba nha. Dạ. Ba ơi, con đến thăm ba nè ba. Con gái của ba bất hiếu, bao nhiêu năm rồi mới biết ba đã mất. Con chưa được ăn dỗ ba lần nào hết, bây giờ mới được thắp nhang lên mộ của ba. Tội nghiệp ba quá ba ơi. Giá mà ba còn sống thì giờ này cha con mình được trùng phùng rồi. Ba sẽ thấy con ba xinh đẹp đến giường nào, ba sẽ yêu con hết sảy luôn. Ủa mẹ, ba chết làm sao vậy mẹ? Bị bệnh hả mẹ? Sau khi con mất tích, dạ, ba của con chạy ngược chạy xuôi để tìm con. Rồi có một lần nó ra tuốt miền Trung để nó đi tìm con. Ba con gặp tai nạn và sau đó nó đã qua đời. Lúc còn sống, ba con thương con lắm, cái gì con muốn ba con cũng chiều. Anh ơi, con gái của anh đã trở về đây rồi nè. Nó xinh đẹp và ngoan lắm anh à. Anh về mà gặp con nha. Anh nói chuyện với con nha anh. Thôi con, Hùng nó đã đi xa rồi, con đừng có làm như vậy. Ba nghĩ trong giờ phút này ở suối vàng, chắc có lẽ nó cũng mỉm cười khi thấy con gái của nó đã trở về. Bây giờ có một cái chuyện quan trọng nhất là phải bù đắp cho con Dung, cho nó một cuộc sống thật đủ đầy và hạnh phúc. Nếu được như vậy thì ba nghĩ là Hùng nó sẽ thoải mái. Nó thoải mái lắm con à. Dạ. Nhiệm vụ của con bây giờ đã hoàn thành rồi, bây giờ là tới phần của mẹ đó. Giờ thì mẹ con mình cũng thông thả được rồi, con đừng có nóng. Ba con là người rất nhạy cảm, sơ hở chút xíu là ông phát hiện liền. Nhưng đầu tuần tới là sinh nhật nó rồi. Con nghe bà Nhung, bà nói với ông luật sư Nam là dự án gần xong phần thiết kế. Con không muốn thấy cái cơ ngơi này thành trẻ trẻ mồ côi đâu mẹ. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Cái cơ ngơi này thuộc về vợ chồng con. Mẹ hứa với con như vậy. Nè, hợp đồng với con Dung con phải cẩn thận. Con nhỏ đó không phải là cái tay dừa đâu, nó xảo quyệt lắm. Mẹ, chuyện đó mẹ khỏi lo. Con có thể đẻ ra nó, chứ nó không thể đẻ ra con được. Cứ để nó no say một thời gian, rồi con sẽ lấy lại tất cả. Phải làm cho ba con thiệt là vui. Ổng mà vui thì mọi nghi ngờ tan biến. Thôi, đợi sau ngày sinh nhật của con Dung mình sẽ làm bước tiếp theo. Bình tĩnh, đừng có nôn nóng. Ông bà xưa thường nói dục tốc bất đạt, con hiểu không? Đi con. Mình đi đi mẹ. Con nè, 3 ngày nữa là tới sinh nhật của con rồi đó. Ủa, vậy hả mẹ? Ừ, sinh nhật lần thứ 18. Con gái của mẹ đã lớn rồi đó. Ừ, vậy có làm tiệc sinh nhật không hả mẹ? Có chứ, nếu như mà con muốn. Mẹ, vậy phải đãi một cái tiệc sinh nhật thật là lớn. Lớn nhất từ trước đến nay luôn nha mẹ. Mẹ sẽ tổ chức lớn. Mà con có được quyền mời bạn bè không hả mẹ? Ở Cà Mau hả? Dạ không, mấy đứa ở dưới quê con thì con ít bạn lắm. Có vài đứa nhưng mà tụi nó lấy chồng xa hết trơn rồi. Có đứa thì sang Đài Loan lấy chồng nữa đó mẹ. Ừ. Mẹ có đọc báo biết mấy chuyện lấy chồng ở Đài Loan. Bởi vậy sao mà mời được. Nên con mời mấy đứa bạn trên Sài Gòn nha mẹ. Ừ, sao cũng được. Miễn con thấy vui thì con cứ làm. Mẹ sẽ lo hết cho con. Ừ, đúng vậy á con. Quái đản thiệt. Tự nhiên đùng một cái con nhỏ Dung lại trở thành bà chủ của tụi mình. Chuyện đời mà, đâu có biết được đâu mà ngờ. Nhìn cái mặt nó bước vô xưởng, láo ơi là láo. Cái mặt ngước lên trời không à. Trời giá gì lúc đó hả? Nó dấp cái gì á té lòi bản họng của nó ra. Nè, hồi trước á ai có thù oán gì với con Dung á nghe, thì cẩn thận dùng cái á. Nó mà điên lên á thì mệt đó. Ơi, làm gì mà phải sợ nó dữ vậy? Bất quá thì bất quá thì sao? Thì sao? Thì nghỉ hết, ra chợ làm lại. Trời ơi, tưởng nói gì chứ. Nếu mình có chỗ làm tốt như vậy á, tự nhiên mà bỏ thì uổng quá. Bởi vì ta nói á, ông lạc đà nè, chuyên môn bàn ra không à. Ừ. Bất quá tôi nói vậy thôi mà, làm ghê vậy. Mọi người cứ làm việc chăm chỉ đi, mắc mớ gì phải sợ nó chứ. Ừ. Hôm nay á hả, tôi rất là vui. Tại vì á, tôi được vô làm chính rồi đó. Đúng rồi. Với lại á, anh Lâm ảnh cũng là chủ. Mà anh Lâm ảnh cũng thương tụi mình. Nhất á, là thương tôi nè. Bởi vậy á, có gì á, ảnh cũng bảo vệ cho tụi mình mà. Ôi mấy thằng công tử được cái miệng thôi. Đụng chuyện thì nó chạy mất dép. Tụi nhà giàu á, đâu vợ nó thương người nghèo đâu. Ê cái ông kia, ông nói năng cái kiểu gì kỳ vậy hả? Anh Lâm thương tụi mình, mọi người ở đây ai cũng biết hết á. Ông đừng có nói như vậy mà phụ lòng tốt của người ta. Tôi nói vậy thôi. Thì tao nói công tử chung chung vậy đó. Tao đâu có nói tên Lâm đâu mà mày nói vậy. Mọi người đừng có quá lo lắng. Dung nó sống trong gia đình của anh Lâm, đó là điều tốt. Dung cũng từng là bạn của chúng ta. Tôi nghĩ Dung sẽ không làm điều gì sai trái nữa đâu. Mọi người nên để tâm vào công việc thì tốt hơn. Đúng rồi, cứ lo nghĩ gì đâu đâu không à. Phải tập trung phụ chú Lâm á, làm tốt cái lô hàng này. Mình làm tốt á thì không sợ ai ăn hiếp hết á. Đúng rồi. Chào mọi người. Chà, đông đủ quá ha. Sao vậy, tôi vào nhà được không? Vô đi, mời Dung vô. Ôi giời ơi, cái mùi gì vậy trời? Cái mùi dầu thơm đó. Tối tối tôi đi qua chỗ mấy con nhỏ đứng đường á, tôi thấy tụi nó cho nhào á. Im đi bà. Nó lấy đâu ra tiền mà mua loại dầu thơm thượng hạng này? Trời ơi, sao giống mấy người khăn lạnh quá vậy? Còn mày nữa, mày có khéo cái mỏ bóng lộn của mày lại đi không? Hả? Ê, cái con nhỏ này mày nè, mày... bà tới đây có gì không vậy? Im đi, tôi đến thăm mọi người. Gì? Mọi người cũng như hồi đó ha? Có chứ, sạch hơn, đặc biệt á là không còn rác nữa. Đi. Xin mọi người nghe tôi nói đôi lời được không? Dung nói đi, tụi tôi đang nghe nè. Tôi đến đây á là để xin lỗi mọi người. Một lời xin lỗi rất chân thành. Tôi đã làm ra nhiều chuyện sai lầm với mọi người rồi, nhất là với Út May. Xin mọi người và Út May á, tha lỗi cho tôi. Hãy quên những chuyện cũ đi nha Út May. Bây giờ á, Dung đã là con người khác rồi. Dung vừa tìm thấy gia đình của mình, nên là muốn sống cho thật tốt để mà xứng đáng với họ. Dung muốn làm lại từ đầu. Và Dung muốn Út May và tất cả mọi người ở đây á, làm bạn trở lại với Dung nha. Xin mọi người đừng quay lưng lại với Dung. Dung năn nỉ mọi người đó. Dung à, tụi tôi vẫn xem Dung là bạn mà. Chuyện cũ tụi tôi quên hết rồi. Không sao đâu, bỏ đi. Ở đời á thì ai cũng phạm phải sai lầm mà. Nhưng á, quan trọng là họ biết sai và sửa sai. Mọi người có cho tôi cơ hội để sửa sai không vậy? Ừ có chứ, có phải không mọi người? Nó nói sao tôi cảm động quá vậy trời. Mà sống đàng hoàng á thì ok rồi, có chuyện gì đâu. Làm bạn thì tốt hơn là kẻ thù mà. Chứ làm sao? Dung thấy chưa? Mọi người vẫn thương Dung mà. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đừng có giận tôi nữa nha. Tôi đến đây á là để mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật của tôi á. Út May, đây là thiệp mời của Dung á. Dung mời tất cả mọi người ở đây. Ngày mốt á là sinh nhật của Dung. Dung mời mọi người đến dự, coi như á là một buổi tiệc mừng Dung đoàn tụ với gia đình. Mọi người đừng có từ chối nha. Ngày mốt hả? Chà, không biết có kẹt tăng ca ở xưởng không nữa. Mọi người yên tâm đi, Dung đã nói với Lâm rồi. Hôm đó Dung sẽ cho mọi người nghỉ xa hơi một bữa. Cũng hay. Làm quần quật bao lâu rồi, vui vẻ một bữa thì không sao đâu. Cảm ơn mọi người nha. Đây là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của tôi á, sẽ là một bữa tiệc vui nhất. Bà đừng đuổi cho bà đi. Công nhận đẹp thiệt á nha. Mời chị. Cảm ơn. Chúc mừng Nhung nha. Con gái Nhung đẹp thiệt á. Dạ cảm ơn chị. Tôi rất là hạnh phúc. Vậy hả? Con cảm ơn. Chúc mừng con. Nhìn chị Nhung bữa nay vui vẻ quá. Dạ. Anh chị. Con chào cô. Tự nhiên đi nha con. Lâm, chúc mừng sinh nhật chị Hai. Cảm ơn Lâm. Tặng chị Hai nè. Hôm nay nhà mình ấm áp rồi. Lâm, qua đây đi. Khoan nè. Ủa vậy mày chưa tới hả chị Hai? Nhung không biết. Nè mọi người uống miếng cho vui đi, ngồi riết buồn à. Lâm thấy chiếc bánh kem này như thế nào? Bánh tráng thiệt á. Sinh nhật em á, không có được bánh kem đẹp gì đâu. Mà bà đặt cho Dung đó. Bây giờ thì chị Hai được cưng nhất nhà rồi. Dung chỉ thích Dung được Lâm cưng Dung thôi. Em lúc nào mà không cưng chị. Mọi người tới rồi, để em ra đón nè. Ôi dạ. Chào tất cả mọi người. Mặc đồ đẹp quá nha. Con chào ông bà. Chào ông bà. Đông vui quá. Con cảm ơn ông ngoại nhiều lắm. Công nhận từ nhỏ đến lớn, hôm nay là buổi tiệc đông vui nhất của con. Sao? Có thấy vui không? Dạ, con vui lắm ông ngoại. Đêm nay là đêm của con. Con cứ làm tất cả những cái gì mà con muốn. Thoải mái đi, cháu ngoại của ông. Dạ, con cảm ơn ông ngoại nhiều lắm. Ê, Dung, tụi tôi tặng bà nè. Quá đó. Con đi lên lầu, con dặm phấn chút nha ông ngoại. Được rồi, con cứ đi lên đi. Hả? Sao vậy? Thôi kệ. Ông cũng cưng cháu ngoại ông dữ ha. Bà, tôi thấy nó cũng đáng lắm đó chứ bà. Thôi bây giờ mời tất cả mọi người. Được rồi, nha. Tôi với bà đi ra ngoài đón khách chứ. Dạ đi với bà. Dạ có mời bà. Đi con. Dạ chào cô chú. Vô đi. Vô. Dạ xin mời. Chào đi. Trời ơi, công nhân bữa nay đông đủ thiệt đó. Chắc là hào tốn lắm đó nha. Nhà giàu dễ sợ, đãi 10 bàn vậy cũng không sao nữa. Đúng giàu. Lát nữa cho Tùng hát bài chúc mừng năm mới. Quá luôn. Ba, hôm nay là sinh nhật chứ không phải là năm mới. Đừng có làm bậy làm bạ, hư cái sinh nhật của người ta. Có con ta chửi á, nếu là sinh nhật cô giáo á, con bị chửi á. Ba bậy quá. Nhớ kỳ đó anh Lạc Đà tặng cho cô giáo bánh kem á, nhớ lại mà cười bể bụng luôn á. Đó, nói vừa đó tôi mới nhớ nha. Tôi xuống ông làm vậy, ai vậy ông làm thiệt. Ông này ông đúng là ngu ghê. Không có gì mất cười á. Mất cười sao không má? Anh ơi, bữa nay em thấy á, toàn là khách khứa sang trọng không à. Tụi em ăn mặc như vậy có sao không? Không sao đâu. Tất cả mọi người ở đây á đều là khách mời đàng hoàng hết, nên là ai cũng giống như ai hết á. Đẹp không trời? Đẹp rồi mà. Tiệc bắt đầu rồi, mình vô trong đi. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối đặc biệt. Đặc biệt vì hôm nay là ngày sinh nhật của một cô gái đặc biệt. Cách đây 15 năm, vô đi. Vì một lý do nào đó, cô gái ấy phải lìa xa khỏi gia đình thân yêu của mình. Đó là một nỗi buồn không một lời văn nào tả được. Nhưng ông bà ta có câu ở hiền ắt sẽ gặp lành, trời xui đất khiến. Cách đây không lâu, cô gái bé nhỏ ấy đã gặp được gia đình của mình, được cả gia đình dang rộng vòng tay ấm áp để đón chào cô. Và thật vui thay, ngày ấy cũng là ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô. Hôm nay chúng ta có mặt nơi đây để mừng sinh nhật cô gái ấy. Vừa là mừng sinh nhật, vừa là chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình này. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng gia đình Bắc Bình, cô Nhung và tiểu thư Thùy Dung. Trời ơi, bữa nay còn đẹp quá đó nha. Chồng, trời ơi, công chúa đẹp dễ sợ, đẹp như công chúa vậy đó. Nhà giàu mà sao không đẹp được. Mở đầu buổi tiệc ngày hôm nay, xin cô Dung phát biểu vài lời trước quý vị quan khách của chúng ta. Dạ trước tiên, con xin cảm ơn các chú, các bác và bạn bè đã đến tham dự sinh nhật của con ngày hôm nay. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt của con. Con không biết nói gì hơn. Con chỉ biết cảm ơn trời đất đã giúp cho con tìm lại được gia đình của con, để con có ông bà ngoại, có mẹ và có cậu mợ nữa. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Con Dung, nói làm cho tôi cũng muốn khóc đó chứ. Kính thưa quý vị, tình cảm này của cô Dung tất cả mọi người đều rõ. Đó là một tình cảm chân thành của một người con, người cháu đối với ông bà, cha mẹ. Xin một tràng pháo tay để cùng tán thưởng những tình cảm chân thành này. Và bây giờ là phần thắp nến sinh nhật của cô Dung. Trời ơi, ê, dạ, cái bánh bự á, kem vừa đẹp quá à. Anh đưa cho con đi. Thật con, thắp cho đều đi con. Trời ơi, sinh nhật lớn quá ha. Có 2 cái bánh luôn kìa vợ. Trước khi thử nến, cô Thùy Dung sẽ cầu nguyện. Con cầu cho ông bà ngoại của con được khỏe mạnh, mẹ con được khỏe mạnh, gia đình cậu ba cũng được khỏe mạnh, cả nhà ta đều được hạnh phúc, ai cũng yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Một lời thỉnh cầu dành cho gia đình. Xin một tràng pháo tay cho trái tim nhân hậu của cô Thùy Dung. Xin mời cô Thùy Dung thổi nến. Xin gửi muôn vàng lời chúc tốt đẹp dành cho Thùy Dung. Bao nhiêu quà tặng dễ thương xin gửi đến Thùy Dung. Mừng sinh nhật lần thứ 18, cô tiểu thư Thùy Dung. Con mỏi chân quá, mình ra kia ngồi đi ba. Đúng rồi, mình là bạn của cô Dung, mình là khách đặc biệt mà. Người ta đãi ngoài sân không à? Đúng rồi đó, đúng rồi. Đi. Dạ. Đi. Con Dung nó sướng quá à. Ê mọi người, hình như tôi thấy ở đằng sau á, người ta đãi tiệc buffet á. Đãi gì? Tiệc buffet. Buffet sao ăn? Trời ơi, buffet là tiệc đứng đó. Kính thưa các cô chú, các bác và các anh chị, và con xin giới thiệu đây là Lâm, là một trong những người mà con rất là yêu quý. Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Lâm có tặng cho con một món quà rất là đẹp. Chị, đây là món quà rất là dễ thương và ý nghĩa. Hay tại vì á, tụi nó khinh mình nghèo cho nên không mời mình ra ăn. Ủa mình cũng được mời mà ta. Ừ đúng rồi, sao kỳ vậy? Để tôi đi vô tôi hỏi coi sao. Nè tôi hỏi đi. Mày ngồi đó đi, để tôi vô tôi hỏi anh Lâm cho. Kỳ quá vậy chồng, em đói bụng. Chồng cũng đói nè. Dung, nó nghe nè. Có chuyện gì vậy? Mọi người muốn gặp Dung một chút á. Mọi người nào? Mà cô là ai? Ủa là sao? Mà tôi hỏi cô là ai? Dung sao vậy? Mọi người đang ngồi ở bàn bên kia kìa. Tại vì Út May thấy cũng hơi kỳ kỳ. Mọi người muốn chào Dung, chúc mừng sinh nhật Dung rồi mọi người đi về. Mai còn đi làm sớm á. Cô nói gì vậy? Bạn bè cô đang ngồi đâu? Bên kia. Xin mọi người chú ý. Con xin lỗi vì đã làm ngưng cuộc vui của mọi người. Hiện nay đang có một nhóm người lạ ăn mặc nhếch nhác trà trộn vào buổi tiệc của chúng ta, đang ngồi ở phía bàn bên kia kìa. Dung nói cái gì vậy? Dạ con xin phép. Ủa mà sao cái người có mặt ở đây vậy? Hả? Cái người là ai? Trời, cái con trơ trẽn này đang nói gì vậy? Ê, rõ ràng là ngày hôm trước chính miệng bà rủ tụi tôi đi tiệc sinh nhật mà. Chuyện gì vậy ta? Mọi người có nghe không? Chuyện này á hơi lạ à nha. Ai mà mời mấy người đến dự sinh nhật của tôi chứ? Mấy người á là nhóm ăn mày. Vô đây để ăn chực hả? Dung, rất tiếc á là tôi đặt bàn á vừa đủ số khách tôi mời rồi. Không có thứ ăn dư đâu mà vô đây ăn chực. Dung, sao Dung dám nói vậy? Thôi mà mày. Thôi Dung à, Dung đừng có nói vậy nữa. Bà Dung này nè, bà nói tụi này là đám ăn mày ăn chực, vậy sao mời tụi tôi tới đây? Chị Dung à, chị nhớ là đi, chính chị mời họ tới đây mà. Mọi người nhìn kỹ nè, tôi á mà có bạn như vậy sao? Quần á không ra quần, áo á thì cũng không ra áo, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đời của tôi á, tôi không có những người bạn mà nghèo khổ như vậy đâu. Nói cho tất cả mọi người biết, đây á là những bọn hay ăn chực. Thấy nhà người ta á, có tiệc á thì nhào vô ăn. Nhưng mà hôm nay xui quá à, tôi đặt tiệc vừa khích à, không có dư bàn nào hết trơn á, cho nên tụi bay bị hố, tức quá mà. Còn mày nữa, nghèo sát sơn mà đòi làm cao hả mày? Mày hãy nhìn lại mày đi, mày là ai? Mọi người nhìn con nhỏ này nè. Mày chỉ là một đứa bụi đời thôi à. Mày cút ra khỏi nhà tao. Kỳ Dung, mày cắm mồm mày lại đi. Thôi. Đi về. Đứng đây nữa hả? Đi về. Dung vậy bay. Sao chị nói kỳ cục vậy? Giận quá. Chị thiệt là quá đáng á. Tôi biết trước mà. Dung, con làm cái gì kỳ vậy? Tại sao con làm như vậy hả Dung? Con ghét tụi nó, con ghét cái bọn bụi đời. Con không muốn tụi nó tới đây để làm dơ buổi tiệc sinh nhật của con. Con ghét tụi nó lắm. Con thiệt là tức hết sức vậy đó. Tụi nó mời mình tới á là tụi nó định làm nhục mình đó. Đúng rồi đó. Nè, tôi nói cho mọi người nghe nha, mai mốt á đừng có cản tôi đó. Tôi mà gặp nó ở đâu là tôi xử nó ở đó đó. Tôi mà không cho nó một trận á, tôi là con chó. Chồng hay quá ha, đang tức điên lên như vậy mà cũng nói dần cho bằng được nữa. Bó tài. Nó gọi mấy nhạy giọng của tốn dai hết trơn á. Đi vô. Thằng Lạc Đà nó đúng đó. Đi. Đập bia. Như vậy là thế nào hả? Chị nói đi chứ, tại sao chị muốn làm nhục họ trước mặt bao nhiêu người như vậy? Con ơi, sao con lại như vậy? Mẹ thấy nếu như có mặt những người bạn của con trong đây thì đâu có ảnh hưởng gì tới buổi tiệc đâu. Con ghét tụi nó. Nó đúng hơn á là con căm thù tụi nó. Lúc mà con ở chung với tụi nó luôn luôn ăn hiếp con. Tụi nó chửi con á là thứ bỏ đi, chẳng là cái gì trên đời này hết á. Con muốn làm nhục tụi nó. Hôm nay á, con muốn cho tụi nó biết con là ai, tụi nó là ai. Trời. Út May là một người rất tốt. Cả ông nội cũng biết Út May không phải là một người hồ đồ. Chị nhớ lại đi, những chuyện lúc trước chị gây ra đều là do lỗi của chị hoàn toàn hết. Nực cười khi giờ chị căm thù ngược lại họ. Chị trả lời với mọi người đi, vậy là sao? Không có sao hết. Tôi á là vậy đó. Tôi ghét bọn bụi đời lắm. Tôi không muốn thấy tụi nó ở đây nữa. Rồi hết tụi nó ra khỏi xưởng đi. Chị nói gì kỳ cục vậy? Ai làm được chứ? Tôi không làm được chuyện đó đâu. Sao không được chứ? Ủa, mình là chủ mà. Tụi nó là đầy tớ. Muốn đuổi thì đuổi, còn nếu làm thấy khó để tôi đuổi cho. Mà nói tóm lại á, là vợ có tụi nó là không có tôi, mà có tôi á là không có tụi nó. Vậy đi. Thôi con đi ngủ đây. Kìa Dung, chị thật quá đáng đó. Đó, ông bà nội ba mẹ, cô thấy chị Dung kỳ cục không? Chắc là nó đang nóng, nó nói vậy thôi mà. Ông nội, bây giờ ông nội tính sao? Ông kìa ba. Ông sao vậy? Ông nội. Ba sao vậy ba? Ông nội sao vậy ông nội? Đi lấy thuốc cho ba đi con. Bà đi lấy thuốc giùm tôi. Đưa ba con lên nghỉ đi. Có chuyện gì thì ngày mai rồi mình lấy cho ba. Sao có gì đâu. Ông nội. Bà giỏi lắm. Bây giờ bà tính sao thì tính. Chắc là phải cho nhóm đó nghỉ việc thôi. Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy mẹ? Chứ con không thấy ông nội con buồn hả? Con Dung á, nó về đây là hạnh phúc của nhà mình. Có nó, ông bà nội con vui, bác Nhung cũng vui. Bây giờ á, nó nhất định muốn mình đuổi nhóm kia. Nếu mà mình không đuổi á, nó bỏ nhà đi. Tới lúc đó con gánh nổi không? Mẹ thử nghĩ coi, người ta có làm gì sai đâu mà mình đuổi. Họ rất quý công việc, họ khao khát được làm việc. Mẹ biết không, tất cả mọi người ai làm gì cũng chăm chỉ hết. Vậy con hỏi mẹ, lý do gì mà mình đuổi người ta? Thì lý do là con Dung nó muốn đuổi. Nó nói rồi đó, có tụi bừa đời là không có nó, có nó là không có tụi bừa đời. Mà tất nhiên trong cái gia đình này, con Dung nó quan trọng hơn tụi kia rồi. Nhưng mà mẹ, không có nhân gì hết. Ngày mai con cho tụi nó một mớ, rồi cho nghỉ hết đi. Đừng có ôm sòm nữa. Ông nội mà đứt gân máu là còn không xong đâu đó. Mẹ, chú đưa tiền lương cho họ đi. Cô Hồng à, tôi thấy mọi người thông cảm nha. Xưởng á, đang cắt giảm một số nhân công để cân bằng thu chi. Tôi rất tiếc á, phải để mọi người tạm dừng công việc lại. Còn đây là số tiền lương tháng này của mọi người. Khi nào mà tôi thấy cần bổ sung thợ, tôi sẽ thông báo với mọi người sau. Lúc đó người nào muốn trở lại làm việc thì tôi sẽ ưu tiên đón nhận. Vậy ha. Chú Bảy, đưa nhanh cho họ đi, họ còn về nữa. Của con nè. Con. Lạc đà. Của con. Con. Xin thay mặt mọi người, tôi cảm ơn công ty. Chào, chúc tôi về. Con làm cái gì mà như gà rù vậy? Mấy người đó là dân bụi đời thôi, tiếc cái gì mà tiếc. Không ngờ cô Dung lại làm như vậy. Lâm, Dung tới rồi nè. Chị Hai uống gì? Lát Dung uống được rồi. Hẹn Dung ra đây có việc gì không vậy? Chị à, em với chị là chị em mà. Chị đừng xưng hô như vậy, em không dám nhận đâu. Ok, em trai muốn gì ở chị gái nào? Được chưa? Sao? Nói đi. Nói gì thì nói á. Đừng có nhắc con út mày trước mặt Dung nha, Dung không có thích đâu đó. Ủa, không nói gì hết hả? Dung có hẹn với mẹ Nhung đi shopping á. Nếu mà không nói gì á thì Dung đi nha. Có gì tối về nói chuyện tiếp. Chị Hà, chị đừng có giận Út May nha. Chuyện Út May và em yêu nhau đối với chị lúc này đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chị là chị Hai của em, chị có thể bỏ qua mọi chuyện cũ mà để cho nhóm bạn của Út May làm việc chung với em, có được không chị? Chị Hai em năn nỉ chị đó. Đã nói rồi, nói chuyện khác á thì sao cũng được, nhưng mà nhắc đến con Út May á, Dung không có cảm hứng đâu. Dung đi nha. Không biết bây giờ ở chợ còn trái cây không nữa. Thôi con ở nhà, bà đi chợ nha. Chơi game một bữa cho đã luôn nha. Vợ mà còn nhắc cái chuyện đó là quýnh vợ bùm bùm luôn á. Ê, giờ mày tính sao? Tôi mệt quá, tôi không biết làm sao nữa. Rồi rồi, mệt thì mày nhà đi. Tao ra chợ làm tiếp, lát gì tao mua cơm cho mày ăn. Anh Lạc Đà, Út May đâu anh? Mày cút đi. Anh à, chuyện này... Mày đi về nhà mày đi. Anh à, em chỉ muốn gặp... Ở đây không ai muốn gặp mày đâu. Em muốn gặp Út May để bàn chuyện mà. Thổi ca mày. Đi về. Mày đi. Tụi nhà giàu tụi bay coi tụi tao là các người hả? Muốn quen là quen hả? Đi. Đi về. Đừng có ló mặt đến đây nữa. Tao biết tụi nhà giàu tụi bay không có tốt lành gì đâu. Cút đi. Anh Lạc Đà, em xin lỗi mà. Anh ơi, bây giờ mày đi không? Mày không về tao chọi lỗ đâu mày á. Đi. Đây. Đi. Ông làm cái gì vậy? Đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được hết á, miễn ra cái nơi chó này là được rồi. Đi. Ông làm cái gì vậy? Ông điên hay sao? Điên gì mày điên? Mày điên á? Ở đây bao nhiêu năm nay mình được cái gì hả? Chưa được gì hết. Vậy mà gặp hết chuyện này chuyện nọ, làm thấy bà nội luôn. Cuối cùng bị ta chửi, bị đuổi cổ. Bây giờ mày không đi, mày còn ở đây nữa hả? Hay là mày thương thằng Lâm thật rồi? Tại nó mà mày không muốn rời khỏi đây phải không? Không có phải như vậy. Chứ mày vì cái gì? Mày có nhớ là tại sao tao với mày ra khỏi nhà bà Hương không? Mày có nhớ là trước khi ra đi ông lão có căn dặn gì không? Mày có nhớ là tại sao mình phải đến thành phố này không? Mày có nhớ không? Nhớ, tôi nhớ mà. Thôi, mày chuẩn bị đồ đi. Sáng mai mình rời khỏi nơi này, tao với mày sẽ đi tiếp. Đi đến chừng nào tìm thấy gia đình mày thôi. Còn nếu mày không đi á, tao sẽ đi một mình. Chú Bảy. Sao rồi cậu? Chắc cậu buồn lắm phải không? Mọi người ghét luôn cả con rồi chú Bảy. Khổ thật. Mới gây dựng được một chút đã bị đập đổ sạch trơn. Con tính đợi một thời gian nữa, khi nào mà bà Dung vui vẻ trở lại, quên đi chuyện thù hằn, thì con sẽ thuyết phục cả nhà đưa mọi người quay lại đây làm việc. Nhưng... Cậu lo nổi không? Cậu kiên nhẫn chờ đến lúc đó chứ. Dạ. Họ phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, đâu có thể chờ mình được. Con sợ họ sẽ đi làm chuyện bậy bạ. Còn nếu không, họ sẽ bỏ số này mà đi. Lúc đó mọi khó khăn thì sẽ tăng lên gấp bội nữa đó chú Bảy. Cậu sợ phải xa Út Mây phải không? Nếu phải đối diện với chuyện đó, chắc là con chịu không nổi quá. Trời cha, ngon quá. Cái gì mà đông vui dữ vậy nè? Trẻ ăn ke nè. Nè, múc cho Út Mây chén đi con. Bữa nay bà Mười nấu nồi chè đãi để mình xả xui. Xui quá. Ăn chè cho nó hên lại. Dạ, vậy thì con xin ăn. Trời ơi. Nè. Ê, Lạc Đà, vô đang chè con. Đi đâu từ sáng tới giờ mới thấy về vậy? Đi vô đi ăn, mau. Con múc cho Lạc Đà ăn chén đi. Dạ. Bà múc đi. Tôi đâu có biết đây nấu chè đâu mà về sớm. Nè. Trời ơi, coi cái mỏ bay kìa. Y như có một cái hộp rau vậy đó. Ăn khí thế luôn. Uống thoải mái đi mày. Dạo này con người ta lên hương quá nha. Nói chuyện nghe cũng có khác. Lên hương dài dài. Mày nhìn nè. Uống đi. Ê, gì em? Khỏe không? Khỏe. Nhìn em lạnh khỏe rồi. Trả tiền nè. Về nha. Ok. Ông kêu phục vụ cho tôi một chai nữa đi. Chờ anh chút nha. Kìa, có tiền á, mua tiền cũng được nữa. Ngày mai đi rồi, mày chuẩn bị đồ hết chưa? Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại đây. Cái gì? Ở lại đây là sao? Tôi cảm thấy là tôi đã tìm được gia đình của mình rồi. Tìm thấy gia đình của mình rồi là sao? Gì? Họ đó. Họ chính là gia đình của tôi. Gia đình là một nơi mà người ta cảm thấy ấm áp, một nơi có đầy sự yêu thương, chia sẻ ngọt bùi và cùng cam cộng khổ. Tôi đã thấy điều đó ở đây, thì tại sao tôi lại có công đi tìm cái khác chứ? Đúng không? Nhưng mà còn việc làm. Đúng rồi. Còn việc làm của mày, không lẽ mày sống làm việc ở nơi mà người ta khinh khi mày nghèo vậy hả? Sao được? Vẫn có rất là nhiều người đang sống đó thôi. Tôi với ông còn trẻ mà, thì sức chịu đựng tới đâu thì mình làm tới đó. Còn đôi bàn tay mà ông sợ đói hay sao? Ông à, ông ở lại đây nha. Tôi muốn ông ở lại đây cùng tôi, bởi vì tôi với ông là gia đình mà. Trời ơi là trời, sao lúc nào tao cũng thua mày hết vậy trời. Ông biết sao không? Bởi vì á, cái đầu của ông á, nó chạy xuống cái lưng của ông, mới thành ra một cục gù vậy nè. Hả? Xong cái đầu nó trống rỗng luôn. À, không nói nữa nha mày. Mày á, chửi tao vậy á, tao không chơi mày luôn á. Giỡn thôi, đâu có dám nói gì đâu. Con à? Dạ. Bé Dung nó có nói với con là nó đi đâu không? Nó nói với con là nó đi uống sinh tố với bạn à. Chà, độ rày quán sinh tố bán khuya dữ vậy sao? Dạ sao cô chủ? Quỷ? Tao bấm chuông nãy giờ mày không ra mở cửa cho tao hả con quỷ cái? Dạ, tại em đang ngủ. Mày chạy chơi với tao hả mày? Dạ em đâu dám. Mày coi chừng tao nha mày. Ủa mẹ với ngoại chưa ngủ sao? Con đi đâu mới về vậy? Con uống rượu phải không? Con gặp mấy đứa bạn á, nó rượu con uống vài ly. Mà không sao đâu mẹ ơi, đồ con cũng dữ lắm. Con vô toilet chút xíu. Con này. Dạ. Có lẽ là con nên chịu nó ít lại đi con. Con cứ để cái tình trạng này nó kéo dài như vậy, ba thấy không ổn đâu. Dạ. Để con xem lại đã. Con kêu nó đi học đi, bắt đầu ràng nó vào khuôn khổ cho đàng hoàng. Ngày mai con đi xem cái trường nào rồi con đăng ký cho nó học nha. Dạ. Thôi ba đi ngủ đi, để con Dung đó con lo cho. Dung ơi, Dung, con có sao không? Dung, con ói hả? Trời đất ơi. Dữ không? Hôm nay mới thấy mặt ngang. Dạ. Tìm anh có việc gì không? Em đến gặp anh để nói anh bảo lãnh giùm em. Bảo lãnh gì? Em nghỉ làm ở xưởng anh Lâm rồi ạ. Tại sao lại nghỉ? Đang làm ngon trớn mà. Dạ, chuyện đó rắc rối dài dòng lắm anh à. Em đang xin làm một công việc khác. Việc gì? Dạ, em bán kẹo kéo dạo. Sao? Bán kẹo kéo dạo hả? Người ta nói phải đóng tiền thế chân 5 triệu. Nhưng mà phải có người bảo lãnh nữa mới được. Em qua đây nhờ anh bảo lãnh giùm em. Với lại em không có tiền để thế chân. Hả? Đi học sao? Con học trường đời rồi đủ rồi mẹ ơi. Không được. Hôm qua con nhậu sai về. Ông ngoại buồn lắm đó. Ông ngoại muốn con đi học cho đàng hoàng. Gặp bạn bè thì cũng phải bạn bè tử tế. Quen kiểu sống cù bơ cù bất quan đàn bụi đời thì không sống được trong cái nhà này đâu. Dạ, học thì học, nhưng mà con phải học trường xịn xịn nha. Học trường bèo á, mất mặt lắm đó mẹ. Trời ơi. Có này sai sao? Hôm nay tôi phân công nha. Tôi chạy chở ông tới mấy quán nhậu á. Ông hát, còn tôi sẽ đi bán kẹo. Tiền thì cưa đôi. Hả? Mày đi tiên hả? Tao hát ai nghe? Thì phải tập trung chứ. Tôi thấy mấy người bán kẹo á, hát cũng đâu có hay quá đâu. Chỉ cần á, mình đừng có hát quá ghê là được à. Đúng rồi, đúng rồi. Tao hát không ghê mà quá ghê á. Bây giờ người ta cho tôi hai cái đĩa, một là có ca sĩ hát, còn một cái là nhạc không lời. Bây giờ tôi bật đĩa có ca sĩ hát cho ông nghe trước nha. Cái gì vậy? Trời ơi. Hết chưa? Rồi. Ơi, thua. Tao nhớ nổi đâu mày ơi. Thôi được rồi, bây giờ tôi ghi cái lời bài hát ra giấy, rồi ông tập cho dễ nha. Giờ cháu gái của chú đã về. Dạ. Chú muốn chuyển giao 1/3 tài sản cho nó. Dạ. Cháu coi lại giấy tờ này cho chính xác nha. Dạ, chú cứ đưa cho cháu. Tất cả những giấy tờ của cháu ngoại chú á, cho cháu xem. Cháu sẽ làm thủ tục cho. Cháu cứ xem đi. Coi coi nó có thiếu cái gì thì cứ nói cho chú nghe, để rồi sau đó chú bổ sung cho. Dạ. Vậy là cháu gái của chú đã 18 tuổi rồi, nên đủ tư cách pháp nhân để thừa nhận. Ừ. Sau khi bàn giao xong thì toàn bộ số tài sản này sẽ do cô ấy toàn quyền sử dụng à. Thì phải tranh thủ lúc mình còn khỏe, lo cho xong chuyện này. Mai mốt lỡ mình có cái gì thì nó cũng không rối lắm. Dạ. Cháu nó hơi lớn tuổi, mong các cô giúp cho cháu học lớp nào phù hợp. Dạ. Ở trường có nhiều cấp độ cho nên cô khỏi lo à. Dạ. Vậy cô ghi danh giùm. Dạ. Vậy thì bây giờ cô cho họ tên và số điện thoại của em à. Dạ. Ê mày, con Ly điên bày đặt khoe mới mua chiếc New Morning vàng đó mày. Chiếc đó cùi bắp cũng bày đặt chém gió. Giờ phải có Mini Cooper mở miệng ra mới nói chuyện được chứ. Thì bởi vậy tao mới nói nó điên, giỏi chém gió nên quăng lựu đạn. Ngu si thường tỏ ra nguy hiểm mà mày. Ê, tao chán cái iPhone 4 rồi, chắc là đổi cái khác quá à. Thôi đi mày ơi. Mẹ, mẹ có tụi nói kìa mẹ. Sao con? Trời, do học trường này á, mẹ phải đổi điện thoại mới, mua xe hơi mới. Nếu không á, bị chửi lén như vậy đó mẹ. Đừng để ý chuyện người ta làm gì, mình vô đây là để học mà. Trời ơi, bị chửi lén sao mà học được mẹ. Mà còn ghét đứa nào chửi lén sau lưng con lắm. Xong chưa cô ạ? Dạ rồi ạ. Tuần sau á, là hoàn tất các giấy tờ phân chia tài sản. Hai vợ chồng con có ý kiến gì không? Dạ không có gì đâu ba. Ba cho bao nhiêu á thì tụi con lấy bấy nhiêu. Vợ chồng con không có dám đòi hỏi gì đâu ba. Ba nghe con nói vậy là ba đã an lòng rồi. Số tài sản ba cho con Dung mà là rất lớn. Con Dung thì nó còn nhỏ quá. Mẹ của nó thì cũng không phải là một người giỏi giắng gì. Cho nên con phải tìm cách mà kèm cặp con Dung, tập tành cho nó làm ăn, đừng để cho nó hư gì tiền nghe không con? Ba yên tâm, con Dung nó cũng là cháu của con mà. Dạ thưa ba mẹ, con mới về ạ. Cả nhà đang ăn cơm hả? Dung, thôi hai mẹ con ngồi ăn luôn. Dạ thôi con no rồi, con về phòng nằm nghỉ chút nha ông ngoại. Sao vậy? Con mới đăng ký cho nó đi học ở trường quốc tế. Vậy là tốt rồi. Nó muốn mua xe hơi cho nó đi học. Con thấy chưa cần thiết nên con chưa chịu. Rồi nó giận con luôn đó ba. Mua xe hơi sao? Bắt đầu hơi quá rồi đó. Đi học thì xe gì mà không được. Nhà mình có dư xe để đưa đón đó mà. Còn nếu không tiện thì đi xe taxi con. Ê Lạc Đà, lại đây. Hả? Vô đây bán được không? Ai biết đâu, thấy không đông á. Mỏi chân quá à. Trời, nãy giờ không chịu ở nhà ngủ đi, chạy theo mỏi chân. Mỏi chân mà đông vui. Nè kéo nè, lợi mời người ta đi. Trời, lại trời đừng có ai chọi hột vịt lộn con nha trời. Alo, các anh mua giúp ủng hộ nha. Chú mua giùm con cây đi chú. Cô mua con cây cô. Anh mua hả? Sao không hát? Ai mua đâu mà hát. Trời ơi, tao vô chồng người ta thấy tao không ai dám mua. Tôi nói ông rồi, ông nghe hát đĩa rồi ông nhép miệng theo là được rồi. Trời trời, nhưng mà tao hát có được đâu. Tao cũng muốn nhưng mà tao hát không có được mà. Hay là tao thấy khó quá, bỏ đi. Cái gì? Mình về. Cái ông bị khùng hả? Tôi quýnh vô mặt ông bây giờ. Ông biết cái xe này tôi thuê bao nhiêu tiền một ngày không? Không bán ông cũng nợ hả? Giờ sao? Hay là giờ mày hát một bài xong rồi mày đem vô chổng mày bán, mày bán xong rồi mày đi ra. Rồi ông làm gì? Tao kiếm tiền cho. Thôi ông đi kiếm tiền, nói không muốn hát sao tao mua được. Bây giờ ba trời ơi, ba bỏ xuống ba. Tình cha ấm áp hơn là đập chân, ngọt ngào hơn là nước chanh pha đường. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Tôi dòng đi mời đi. Và nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Dạ mời mua kẹo kéo. Và cha nằm ôm con. Anh ơi, mua ủng hộ em mấy cái kẹo kéo đi anh. Nhiêu cây ạ? Dạ 2000. Nhẹ nhàng muốn. Dạ cảm ơn anh. Hết tiền. Dạ cảm ơn. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Dạ 2000 cây anh. Hãy nhớ lời cha sống. Dạ đây. Cho nên người. Dạ cảm ơn. Bà còn hát hay ghê á. Bao giờ rồi ba? Ba ơi, ba ở đâu? Ba ở đây. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Sao bây giờ ba? Tiếng em đi rồi. Nè, bán được mấy cây rồi nè. Gạt lạnh điều hiu. Công nhận bán hay quá. Ngoài trời trăng tỏ mà sao tái tê trong lòng. Vắng em cô phòng càng quạnh hiu. Nhớ em nhớ. Được rồi. Đi chỗ khác bán tiếp. Giờ đây mới biết sao em sẽ làm chết cả đời. Hay không? Chú uống miếng coi. Bye bye, see you again. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Rồi đúa. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Ủa, chị Hai. Chị Hai vô trong đi. Chị Hai ngồi đi. Làm việc gì mà tối ngày à? Không chịu nghỉ ngơi gì hết trơn á. Dạ, tại còn nhiều hàng quá, chưa xong nữa chị Hai à. Em phải ráng làm cho hết. Lâm đã bụng chưa? Dạ. Đói chứ gì. Dung biết á, Lâm đói nên Dung mua đồ ăn cho Lâm ăn nè. Thôi Lâm ăn đi, còn nóng nè. Dạ. Chị Hai nè, nghe nói là chị đi học rồi phải không? Tốt không chị? Trời, có gì đâu mà tốt. Tại ông ngoại muốn chị á thì chị đi học thôi. Mà học chung với mấy con nhỏ tép hôi á, tụi nó chảnh chó lắm luôn á. Hả? Chảnh chó hả? Có nghĩa là tụi nó là con nhà giàu, xài toàn đồ hiệu không à. Xe hơi, điện thoại đẹp, nhà lầu. Tụi nó kênh mặt với chị. Chị tức quá à. Hồi nãy á, chị kêu mẹ mua cho chị chiếc xe đờ mới rồi. Lần này á, phải cho tụi nó biết tay. À, điện thoại mới của chị nè. Đẹp không? Lâm coi được không? Lên mạng được luôn á. Dạ, đẹp lắm. À mà thôi, ăn đi, còn nóng nè. Thôi được rồi chị Hai. Chị Hai cứ để đi. Chút nữa em làm việc xong rồi á thì em ăn sao? Không, làm phải ăn liền đi. Không ăn á là Dung giận á. Ừ? Ăn đi mà. Ăn vậy có phải ngoan không nè? Được rồi. Làm, uống nước nha. Được rồi, chị hai cứ để đi. Uống đi. Được rồi, em cảm ơn chị hai. Giờ em phải làm việc, công việc nhiều lắm. Ủa, đây là con Út May hả? Dạ không phải đâu. Cái đó là bản giấy nháp của em mà chị hai. Để cho Dung xem, Dung góp ý cho, đừng có khi dễ Dung mà nha. Làm thức đêm thức hôm ở lại xưởng á, là để vẽ mấy này á hả? Chị hai, chị trả lại cho em đi. Lâm còn nhớ nó nhiều lắm đúng không? Vậy mà Dung lo cho Lâm làm việc mệt mỏi, không ăn uống đầy đủ, nên Dung mua đồ ăn cho Lâm ăn, Dung lo cho Lâm. Vậy mà giờ ngồi đây hả? Vậy con nhỏ khốn kiếp đó vậy đó. Chị hai, chị hai, chị hai. Trời ơi, Ba Tùng ca hay quá à. Tâm đâu, Tâm đâu, Tâm đâu. Cái gì vậy? Xin chào, cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe. Mọi người đã vi phạm luật lệ giao thông. Ủa, khuya rồi mà bà chưa ngủ sao? Mỗi lần bà ngồi như vậy, tôi biết là bà đang giận tôi. Em không dám giận gì hết. Cũng tại cái câu nói này mà tôi biết là bà đang giận tôi nhiều lắm đó. Sống với nhau gần 50 năm rồi, tôi đâu có lạ gì cái tánh của bà nữa đâu bà. Nói là em không giận mà, em chỉ buồn thôi. Lại có chuyện gì nữa vậy? Em tội nghiệp cho thằng Lâm quá. Cũng là cháu của ông mà chưa bao giờ hưởng được trọn vẹn tình thương của ông nội hết. Bà đang nói cái gì vậy? Không lẽ là tôi không thương thằng Lâm sao? Thương, nhưng mà không có nhiều. Mà cũng phải thôi, thằng Lâm là cháu nội của tôi mà, thì làm sao bằng cháu ngoại của ông được chứ. Tôi đã nói với bà là không được nhắc tới Quỳnh nữa mà. Bà hãy để cho Quỳnh được yên đi. Ôi trời. Ôi trời. Lạc Đà. Hả? Út May. Đó kìa ba. Tao muốn nói chuyện với mày. Có chuyện gì? Nói đi, khuya lắm rồi. Thôi hai người về trước đi. Đi ba. Không mưa. Tao muốn mày đi khỏi nơi này. Hả? Tại sao? Mày thương mấy người trong xóm bụi đời lắm phải không? Chuyện đó là có liên quan gì tới bà đâu. Có chứ. Nếu như mày chịu ra đi á, tao sẽ cho mày một số tiền lớn. Sau đó tao sẽ nhận bạn bè mày vào xưởng làm trở lại. Tao đảm bảo á, là cho họ một việc làm ổn định, vững chắc. Còn cái lớp học nữa, tao sẽ mướn nhiều thầy cô giáo giỏi về để dạy cho họ. Mày thấy sao? Còn nếu như mày ở lại á, tất cả những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tao nói thẳng với mày á, là tao rất ghét mày, rất thù mày, nên không bao giờ tao để yên cho mày đâu. Và tất cả những bạn bè của mày không bao giờ được yên. Tôi làm cái gì mà bà thù quán tôi nhiều dữ vậy? Bà đừng có nói là vì anh Lâm nha. Giờ bà là chị gái của anh Lâm rồi mà. Tất nhiên á, là không phải vì Lâm rồi. Mày đừng có hỏi tại sao tao lại ghét mày. Đơn giản á, là tao ghét mày thôi. Đồ điên. Mày được lắm, mày ngon lắm. Mày không biết là tao có thể làm tất cả những gì tao muốn hả? Nè, phải trả xe cho người ta thôi. Dạ. Chưa có bằng lái á, không được làm công việc này. Dạ, em biết mà. Cảm ơn anh Tấn nhiều lắm nha. Mà có dự định gì chưa? Dạ thiếu gì. Em suy nghĩ cả đêm luôn rồi. Chắc là em sẽ đi bán chè. Ừ, làm việc gì cũng được, nhưng mà phải làm ăn lương thiện. Em biết mà. Em không dám làm phiền anh nữa đâu. Em đi về đây. Mà nè, chưa có bằng lái á, là phải dẫn bộ, không có được chạy đó nghe. Trời ơi, dẫn bộ thì dẫn bộ sợ gì. Em đi nha. Ông mày. Ủa anh. Ủa sao anh biết em? Anh mới ghé phòng trọ, lạc đà nói là em ra ngoài đây. Nè, anh có mang nón bảo hiểm cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Em mới nhờ anh Tấn lấy xe giùm á. Anh xin lỗi. Tại anh mà. Anh có lỗi gì đâu, tại em thôi. À, giờ em đi trả xe đúng không? Em không có bằng lái nên em đi bán kẹo kéo không có được. Em đó, không nói anh một tiếng mà đi bán kẹo kéo. Bán kẹo kéo đâu có sao đâu, em thấy vui mà. Nhưng mà anh không thích em đi bán kẹo kéo. Em làm gì với anh kìa. Thôi, mình đi trả xe đi em. Ừ. Em không có bằng làm sao mà chạy được. Ngốc chưa. Ấy da. Mới bị thổi chút xíu mà quán gà rồi. Em không có nhưng mà anh có. Lên xe. Anh dám nói em quán gà. Dám nói em quán gà hả? Lên xe, nhanh lên. Ý, sao ngồi được? Được. Ngồi xích vô. Nổ máy nha. Được chưa? Ngồi sát vô. Rồi. Ê. Như vậy là sao? Tự nhiên bà đuổi đám tụi tôi đi là sao? Tụi tôi mới đóng tiền nhà xong mà. Tại sao kỳ cục vậy chứ? Tôi sẽ trả tiền lại cho mấy người. Tôi chỉ yêu cầu một tuần nữa mấy người dọn đi hết giùm tôi đi. Nè, bà nói phải có lý do chứ. Tại sao không cho tụi tôi ở? Tụi tôi có làm gì sai đâu mà tự nhiên đuổi tụi tôi đi. Nè, tụi tôi ăn ở đàng hoàng, không có quậy phá ai hết trơn á. Không cờ bạc nè, không hút chích nè. Đâu làm phiền gì đến ai đâu. Bà nói đuổi là đuổi thì sao? Chị làm ơn tính kỹ giùm cho tụi tôi đi. Khó khăn lắm á, tụi tôi mới kiếm được căn nhà đàng hoàng như vậy. Thôi, đừng có ồn ào quá vậy. Giờ vậy, nếu á mấy người á chịu đóng 2 triệu một phòng một tháng. Hả? Tôi sẽ cho tiếp. Còn không á dọn đi giùm đi. 2 triệu một tháng hả? Bạn cướp của người ta hả? Trời, bà nghĩ sao vậy? Bằng giá tiền khách sạn luôn rồi. Giá vàng, giá đô, giá xăng lên rồi. Tôi cũng phải tăng giá chứ. Để hoài vậy sao được. 2 triệu thôi chứ có là bao nhiêu đâu. Tôi nói bà nghe, tăng thì bà tăng ít thôi. Bà tăng vừa vừa phải thôi. Bà tăng từ 700 bà nhảy lên 2 triệu. Không cho ở thì bà cứ nói. Chơi gì kỳ vậy bà nội. Ăn ở vậy thất đức lắm. Bà có con trai không? Coi chừng chết đó. Ê, mày chửi ai đó? Tôi thông báo rồi đó nghe. 2 triệu thì ở, không thôi thì đừng có lộn xộn. Tôi về à. Cái bà này. Trời ơi, sao giờ con? 2 triệu sao mà ở nổi. Mới mất gì ở xưởng sân mài, chưa biết phải làm gì. Mà bây giờ đóng 2 triệu một tháng là coi như xong rồi. Cái bà chủ này á ngang. Hồi hôm trước á còn thấy dễ chịu lắm mà. Sao hôm nay lại dở chứng như vậy chứ? Thôi khỏi nói nhiều đi. Không ở đây thì đi chỗ khác ở. Cùng lắm thì về sắm ma chứ gì. Con mẹ này quá đáng thiệt á. Dạ, tôi thông báo với họ rồi cô à. Dạ, khi nào họ dọn á thì cô qua ký hợp đồng luôn nha. Vậy là 2 triệu một phòng nghe cô. Dạ. Chọn 2 triệu một phòng. Ủa, cô này chọn chi mà lúc 3-4 phòng vậy ta? Đúng là 2 triệu thì cũng quá đáng thiệt đó. Chắc là phải có lý do nào đó. Nghe đâu á, có ai lại muốn thuê phòng giá cao hơn nên bà mới chịu đó. Đúng là đồ ham tiền mà. Cũng tội bà. Chồng bà bị liệt nửa người. Cái sống chủ yếu á chỉ là cái dãy nhà trọ này thôi. Trời ơi là trời bà Mười ơi. 2 triệu 1 triệu thôi cũng đủ rồi. Mà trời ơi, chồng bà bị liệt. Mà đã bị liệt còn làm ăn gì được nữa. Còn chi nhiều tiền vậy trời. Cái này tham chứ tội nghiệp gì trời. Giờ tính sao ta? Tính cái gì nữa mà tính. Cùng lắm là dọn đồ về xóm ma ở chứ có gì đâu mà tính. Tôi nói thiệt á, mai mốt tôi mà giàu á, tôi xây nhà trọ cho mấy người ở miễn phí. Ừ, ngồi đó mà mơ đi con. Giờ ra ngoài đường ở đỡ ha. Để mai mình vô trường, mình sẽ hỏi ban giám hiệu coi nhà tập thể còn dư không. Để Linh hỏi thử xem cho. Không lẽ... Ủa, sao mọi người hôm nay không học hành gì hả? Sao còn nói chuyện vui quá vậy? À, thì ra là con quỷ này. Mày muốn kiếm ai hả? Đừng, mày làm gì dữ vậy? Thôi đi con. Nghe nói mấy nhà bị đuổi ra khỏi nhà trọ phải không? Tôi đến coi có giúp được gì không á. Người ta có lòng vậy mà không biết nữa. Tao nói cho cái mặt mày nghe nè, tụi tao có đói cũng chẳng bao giờ xin mày ăn đâu. Không có chỗ đi ra đường hả? Không cần thiết phải xin mày. Mày đừng có hỗn với tao nha mày. Mày chả là cái thái gì với tao hết á. Tao búng một cái á thì đời mày cũng toi rồi. Nè Quýnh đi, Quýnh đi. Mày dám của tao không? Con nhào vô. Đánh đi. Tao gọi 113 nè. Thôi. Thôi. Buông ra coi. Thôi giờ buông ra. Lớn chuyện bây giờ đó con ơi. Buông ra coi. Đi. Ok. Còn dài nha. Như này đâu có thấm tháp gì đâu. Biến đi mày. Bình tĩnh đi. Thôi. Bình tĩnh. Biến đi đây. Mọi người bình tĩnh đi, để tôi nói chuyện với nó. Dung đi rồi. Chào, không ai. Bà khoan đi, bà đứng lại đó. Cái gì nữa? Bà là người thuê phòng trọ giá cao đúng không? Sao bà ác quá vậy? Mày thách tao mà. Bà dám. Có chuyện gì á thì bà chơi tôi nè. Sao bà nhắm vô họ làm gì? Tao thích vậy á. Mà tao mới làm có chút xíu như vậy thôi mà tụi bay loạn lên hết rồi hả? Mày là chùm bụi đời mà. Sao mày không lo cho họ được gì hết trơn vậy? Thôi, chào mày nha, tao đi về nha. Khoan. Gì nữa? Tôi xin lỗi bà. Tôi có lỗi với bà đó. Bà buông tha cho họ đi. Tao nói mày nghe nè, tao không cần mày xin lỗi. Tao chỉ cần mày biến khỏi nơi này thôi. Tao chỉ cần mày đi á thì tao sẽ thực hiện lời hứa của tao. Tao sẽ cho họ chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng. Mày thấy làm sao? Thôi, mày suy nghĩ đi, tao về trước nha. Nè, có chuyện gì vậy Út May? Sao ngủ mà đi đâu vậy con? Con có chuyện nên con phải đi đó bà Mười. Hả? Con đi làm ở đâu? À, hay là con tính đi mua đậu về nấu chè bán phải không? Dạ, không có. Con phải đi xa. Con đi xa? Mà con đi đâu? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Trời ơi, Út May, sao con lại bỏ đi? Vậy con chán sống với bà rồi không? Dạ. Tại con thấy chán sống chỗ này rồi. Sao con lại chán? Mọi người ở đây thương con lắm mà Út Mày. Con biết là vậy. Nhưng mà sau này rồi á, bà sẽ hiểu thôi. Bà, con nhờ bà một việc. Nếu mà anh Lâm có đến tìm con á, bà chỉ nói là con đi xa, với là nói là con không có hiểu ảnh đâu. Bà nói vậy giùm con nha bà. Còn với mọi người ở đây thì bà cứ nói là con Út Mày nó không muốn sống ở đây nữa, nó chịu khổ không được, nó bỏ đi rồi. Sao con ra nông nổi như vậy Út Mày? Bà giúp con nha. Con cho ba đi theo con với. Con đi đâu mà ba theo? Thôi đừng có bỏ mà, cho ba đi theo. Đừng có la lớn, đừng có nói lớn. Vậy nói nhỏ. Cho ba đi theo. Kỳ vậy ta. Đi lén mà cũng biết nữa, kỳ vậy trời. Tùng mà, không có cái gì không biết hết. Được rồi, ba dọn đồ đi, rồi đi với con. Xong chưa ba? Chuẩn bị sẵn luôn. Trời sao biết mà chuẩn bị vậy? Tùng mà, lúc nào cũng biết trước hết. Lúc nào cũng đi trước con một bước. Đi. bây giờ đi trước một bước nè. Hả? Trời trời, ổn rồi theo. Thôi con đi nha bà Mười. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Lúc nào có dịp sẽ gặp lại mà. Con cũng vậy nghe, con phải giữ gìn sức khỏe đó. Mọi người ở lại mạnh khỏe nha. Mày đi. Bà đi mạnh khỏe nha. Tôi đi ạ. Đi. Ê, giờ mình đi đâu? Hả? Tôi không biết nữa. Đi đâu cũng được, nhưng mà đừng có ghé thành phố nào hết nha. Tao ghét thành phố lắm đó. Ừ, giờ thì mình cứ lên đại một chiếc xe, nó đi đâu thì mình đi đó. Cái cũ hả? Ừ. Buồn thì ngủ quá chờ. Tao buồn xe ngủ tới thì đi. Trời ơi ba ơi ba, lát lên xe ngủ ba. Xe tới cả. Xe ai đã ý xe kìa. Ê đi dạ. Thôi tôi không đi nữa đâu. Tôi còn cái này chưa đưa cho anh Lâm, anh đang cần gấp lắm. Trời trời, còn cái vụ này nữa hả trời? Nhưng tôi không có dám gặp ảnh, tôi sợ. Sợ gì? Dục hết đi mày ơi. Dục đi. Dục cái gì mà dục? Ông biết bao nhiêu công sức tôi đổ vô đây không? Còn ở xưởng nữa. Mọi người cũng đang rất là chờ đợi nó. Chờ đợi gì? Mày á, mày muốn về lại với thằng Lâm á, nó đại đi. Sợ hoài. Ông khùng. Ê, quá. Tôi quýnh tét mỏ ông bây giờ biết không? Không ngu gì, tao quy bánh, tao đâu có khùng. Tao khùng mà tao biết nè. Út mày á, nó chưa muốn gặp thằng Lâm đâu. Con gái à, làm gì làm á, mình phải biết giữ cái giá trị của mình, đúng không con? Bây giờ ba tính vậy nè, con gửi này cho ông Bảy, rồi đưa qua cho thằng Lâm, rồi mình muốn đi đâu mình đi, hả con ha? Trời ơi ba tính đúng lắm rồi đó. Con cảm ơn ba. Đi lạc đà. Đi. 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 Ba Mươi. Ủa, cậu Lâm đó hả? Dạ. Hôm nay bà Mười đi bán hả? Ừ, dạ tôi đi bán lại rồi. Dạ. Bà Mười nè, con xin lỗi về chuyện... Không có sao đâu cậu. Cậu đi tìm Út May phải không? Dạ. Con nhờ Út May vẽ mẫu bình cho con. Cậu Lâm nè, Út May á, nó không còn ở đây nữa đâu. Bà Mười nói sao? Út May đâu bà Mười? Nó không phải đi đâu hết á, mà nó đi luôn rồi. Nó không còn sống ở đây nữa. Út May không sống ở đây là sao bà Mười? Nó bỏ đi rồi. Trước khi đi á, nó nhờ tôi chuyển lời nhắn cho cậu là nó không có yêu cậu, cậu đừng tìm nó nữa nha. Trời ơi Út May ơi, em đang làm cái gì vậy? Nó khóc dữ lắm, mà tôi cản nó mà nó vẫn cứ đi à. Trời ơi tội nghiệp con nhỏ lắm. Nhưng mà tại sao Út May bỏ đi? Tại sao vậy? Tôi không biết. Thôi tôi chào cậu nha, tôi đi bán nha. Tôi đi nghe cậu. Tôi không ngờ cô Dung lại có thể làm như vậy. Chú Bảy à, con xin chú Bảy đừng có nói chuyện này cho anh Lâm biết nha. Anh Lâm sẽ sót ruột lắm và gây sự. Không những không giải quyết được gì mà còn gây rắc rối hơn nữa. Chú biết rồi. Hổm rày á, con tranh thủ con vẽ được 30 mẫu nữa. Chú Bảy đưa cho anh Lâm giùm con. Con vẽ được nhiều như vậy rồi sao? Trời ơi, nó thức mấy đêm liền nó mới vẽ được á. Hai con mắt nó đang thò lùi kìa. Không sao đâu chú Bảy. Như vậy là còn khoảng 10 mẫu nữa là hoàn thành đơn đặt hàng lần này rồi. Con á, nhờ chú đưa cho cậu Lâm. Không lẽ con tính bỏ nơi này mà đi thật sao? Tụi tôi còn điều chưa làm xong nữa chú Bảy ơi, nên phải đi tiếp á. Điều gì vậy? Cậu Út May muốn tìm cha mẹ của nó. Con đi thì mọi người ở đây sẽ được sống yên ổn đó chú Bảy. Thôi, đồ đạc xong hết rồi, giờ mình đi đi. Đi đi, đi đi. Ông khoan đã Út May à, Chú chân thành muốn con ở lại đây. Con đừng đi đâu hết. Con... Trời ơi, ở sao được mà ở. Con quỷ cái Dung á, nó gặp nhỏ này á, nó gây chuyện liền á. Chứ dễ gì để cho nhỏ này yên. Bây giờ chú tính vậy nha. Tính sao chú Bảy? Thôi bây giờ ba người cứ ở lại nhà tôi hết đi. Cứ ở lại đây. Tuy rằng nhà tôi không có rộng rãi gì, nhưng mà đủ chỗ cho cả ba. Út Mây à, còn 10 mẫu nữa, con phải ở đây để giúp cậu Lâm đi chứ. Chú biết không ai giúp cậu Lâm bằng con hết. Với lại chú không biết nói sao. Chú mong con ở lại đây, nghe Út Mây. Chú Bảy, sao chú Bảy lại... Chú có nhiều điều chưa rõ, nhưng chú không thể nói rõ cho con biết được. Chỉ mong con ở đây. Chú năn nỉ con đó Út Mây. Bây giờ tôi tính chưa? Không có đi đâu hết á. Đi ngủ đi, buồn ngủ quá. Chuyện gì nữa vậy chị Hai? Làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Em hỏi chị vô đây có chuyện gì? Em à Dung đến á là để nói với Năm một chuyện thôi à. Làm gì mà dữ vậy? Chuyện gì chị nói nhanh lên đi, em muốn ở một mình một chút. Dung muốn xin lỗi Lâm á, về cái chuyện mà đã nói mẹ đuổi Út Mây và những người bạn của Út Mây ra khỏi xưởng á. Đêm qua Dung nằm suy nghĩ mãi, Dung thấy hối hận quá à. Thấy mình vô duyên quá. Nên là sáng nay á, Dung nói với M3 á, cho những người bạn của Út Mây quay trở lại làm lại. M3 đồng ý rồi, Dung mừng quá nên là chạy tới đây báo cho Lâm biết á. Vậy thì em cảm ơn chị nha. Ủa, sao Lâm không vui khi mà nghe Dung báo điều đó vậy hả? Dạ em vui, nhưng mà bây giờ em muốn ở một mình. Có chuyện gì á thì nói cho Dung nghe với. Dung muốn được chia sẻ với Lâm mà. Chị à, em nói mà chị không hiểu gì hết hả? Em nói là em muốn ở một mình, không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với ai hết á. Chị làm ơn, đi về mà em đi. Ừ vậy thì vậy Dung ra ngoài nha. Nhưng mà nếu như có gì muốn chia sẻ thì gọi cho Dung nha. Dung chờ điện thoại của Lâm á. Chị Hai. Vậy là con Út Mây nó đi thiệt rồi. Chào cô. Ông Bảy sao đi làm trễ quá vậy? Tôi bận việc. Cậu Lâm. Chú Bảy, chú Bảy biết chuyện gì chưa? Sao cậu? Út Mây bỏ đi luôn rồi. Cô ấy bỏ con, bỏ tất cả bạn bè ở đây rồi chú Bảy à. Vậy sao? Chú Bảy à, tại sao Út Mây không chịu kiên nhẫn thêm một chút nữa hả chú Bảy? Cô ấy nói với bà Mười là cô ấy không yêu con nữa. Con thấy không có đúng. Con thấy Út Mây có tình cảm với con nhiều lắm à. Hay là Út Mây thấy con không tốt, Út Mây thấy con không có bản lĩnh. Chú Bảy, chú Bảy nói cho con biết đi chú Bảy. Chú Bảy, tại sao vậy chú Bảy? Cậu bình tĩnh lại đi nè. Con chịu không nổi nữa rồi chú Bảy. Cậu Lâm nghe tôi nói nè, tôi biết cậu thương Út Mây nhiều lắm, mà tôi cũng tin một điều, Út Mây cũng thương cậu như vậy. Cậu coi nè, Út Mây thương cậu nên cố gắng làm nhiều như vậy đó. Nhưng thương con thì làm sao Út Mây bỏ con mà đi hả chú Bảy? Tôi tin chắc là Út Mây sẽ quay lại, chắc chắn đó. Sao chú Bảy chắc được chứ? Đó là linh cảm của một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió như tôi. Cậu tin tôi đi cậu Lâm. Ở đời không có chuyện gì tốt đẹp bền lâu mà dễ dàng cả. Trong tình yêu càng đúng như vậy. Khả năng vượt qua thử thách chính là thước đo mức độ của tình yêu đó cậu Lâm mà. Út Mây tạm thời xa cậu, không nói lời nào với cậu, ắt là có lý do. Mà lý do đó đó chỉ một mình cô ấy mới giải quyết được. Cậu yên tâm đi, Út Mây yêu cậu, Út Mây sẽ trở về với cậu thôi. Nhiệm vụ của cậu bây giờ phải tập trung làm việc thật tốt, để khi trở lại Út Mây sẽ hài lòng về cậu. Ủa, một, hai, chết. Dạ còn thiếu cái giỏ. Chạy vô lấy. Đứng nó nói nữa. Số mình là số bèo bọt. Ở đâu cũng vậy à. Chưa có yên nơi yên chỗ là đã dọn đi rồi. Thì cái thân bụi đời mà, phải bay lơ lửng giữa trời là đúng rồi bà ơi. Sao mà mong ở yên một chỗ được. Hả? Ủa, sao vậy nè? Mày tới đây làm gì vậy? Bình tĩnh đi, tôi đến đây là để xin lỗi mọi người mà. Xin lỗi cái con. Chồng, đừng có chửi thề nữa. Cô giáo dặn rồi đó nha. Cái con khỉ á. Ừ, cái đó thì được á. Cô đến đây làm gì? Mấy người đừng có nóng mà. Tôi đến đây là để xin lỗi mọi người thôi. Tôi thức cả đêm qua để suy nghĩ đó. Cái mặt mày mà suy nghĩ cái con khỉ á. Đừng có nói như vậy mà. Tôi thấy tôi có lỗi với mọi người về cái chuyện hôm bữa sinh nhật rồi, và đuổi mọi người ra khỏi xưởng nữa. Bây giờ tôi thấy ân hận quá. Dung ơi, tao nói thiệt nha, nghe mày nói làm tao hả ngứa nách quá. Tôi nói thiệt mà. Tôi mới nói với mẹ tôi là mời mọi người về xưởng làm lại. Mẹ tôi cũng đồng ý rồi. Mà tôi cũng nói với anh Lâm rồi. Anh Lâm kêu tôi đến để mời mọi người quay lại xưởng làm việc lại á. Cô nói thiệt hả cô Dung? Cô nói thiệt mà. Láo con gì á. Mày đừng có xạo ke. Cái mặt mày mà cũng biết nghĩ tới người khác hả? Những chuyện mày làm tao nè, tao không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Mày biến mẹ mày đi. Đứng đó lớ rớ tao đập vô mặt bây giờ á. Tôi nói thiệt mà sao không tin tôi vậy? Muốn đánh tôi chứ gì? Giờ đánh đi rồi hãy tin tôi. Mày thách tao đúng không? Thách tao đúng không? Trời trời, đánh dữ với chồng. Chồng, tại nó kêu. Rồi đó, đánh rồi đó. Bây giờ chịu tin tôi chưa hả? Nếu tin thì mọi người theo tôi về xưởng làm đi. Nè, chắc là con Dung nó nói thiệt đó. Con nói thiệt mà. Ủa, mà sao mọi người dọn đồ ra đây tùm lum vậy? Tụi tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ rồi. Cái gì? Ai dám đuổi mọi người nói tôi nghe coi. Thì là chủ nhà trọ đuổi chứ ai đuổi. À, bà này bà gan quá hả? Dám đuổi bạn của Dung hả? Mọi người đứng đây đợi tôi chút xíu nha. Ê, nó bị trò gì vậy? Coi làm sao. $2 triệu là tiền bồi thường hợp đồng. Còn 500 ngàn là tiền diễn kịch. 2,5 triệu đó. Chứ tôi không có ngu mà đi thuê cái căn nhà này của bà đâu. Cho họ ở lại đi nha. Dạ, tôi hiểu rồi. Ra đây với tôi. Bà nhìn đi, người ta nghèo khổ như vậy mà nỡ đuổi người ta ra khỏi nhà. Vừa vừa phải thôi chứ. Dạ tôi... Bà ham tiền hả? Bộ cuộc đời này chỉ có tiền hay sao? Còn bao nhiêu người nghèo khổ như vậy nè. Người ta cần mình giúp đỡ. Không giúp thì thôi còn hại người ta nữa hả? Dạ tôi biết rồi. Tôi hối hận quá à. Thôi mọi người dọn vô lại đi. Giá vẫn như cũ, tôi không có lên giá nữa đâu. Dọn vô đi mấy người. Lần cuối nha. Dạ tôi hiểu rồi cô. Thôi bà về đi. Tối bà rảnh nhớ đi chùa tụng kinh sám hối đó nha. Thôi tôi về nghe cô. Đó, phải làm như vậy bà mới sợ. Hiền quá hả, người ta ăn hiếp mình à. Ủa mà sao vậy? Mọi người dọn đồ vô đi, để tôi dọn phụ cho. Trời ơi, sao giống trong chuyện cổ tích quá vậy trời. Trời, vậy con Dung là cô tiên trong chuyện cổ tích hả? Chắc là cô tiên này bị chập chen lúc nắng lúc mưa, không biết sao mà lường trước được hết trơn á. Thôi đi vô vợ. Thôi đi vô chồng ơi. Đây là bản hợp đồng kỳ lạ nhất từ trước tới nay mà tôi biết đó. Thì bởi vậy tôi mới nhờ anh xem qua, để xem coi nó có đủ giá trị pháp lý hay không. Hợp đồng này tương đương với giấy cam kết chuyển giao tài sản. Tuy nhiên nếu bên cô Dung trở mặt không chấp nhận về chuyện đó thì cũng hơi khó cho chị đó. Vì bản hợp đồng này có tính chất ép buộc, cưỡng ép, hạn chế về tính pháp lý. Nhưng nó đã điểm chỉ ở đó rồi. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Nếu có tranh chấp, bên cô Dung sẽ nói cô ấy không biết chữ. Sao ạ? Và biện ra lý do nào đó để quy chị về hành vi cưỡng ép làm hợp đồng. Có khi chị sẽ bị kiện ngược lại vì chiếm đoạt tài sản. Trời đất ơi, tôi có thể bị kiện ngược lại hả? Nhưng hiện giờ vẫn còn đường tháo gỡ cho chị. Anh cứ nói đi. Mọi người vô đây. Ủa? Dạ, Lâm và anh Lâm. Dung dẫn mọi người đến rồi nè. Chào ông Bảy. Dạ, chào ông Bảy. 30. Dạ, cậu Lâm. Tụi tôi được trở lại làm việc hả cậu Lâm? Dạ, tất nhiên rồi. Mọi người có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ đó. Trời ơi, tụi tôi mừng quá cậu Lâm ơi. Té ra là bà tốt với tụi tôi thiệt hả? Thì tụi nói đâu mà không tin. Còn đánh tôi nữa chứ. Thì chồng tôi đánh chứ bộ. Thấy chưa? Mà thôi, dù sao thì tụi tôi cũng cảm ơn bà Nhi Dung. Cảm ơn gì? Bà sai giờ bà phải sửa sai đó. Đúng rồi, thôi mọi người bỏ qua cho tôi hết nha. Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay mọi người cũng tới làm việc rồi. Chú Bảy sắp xếp công việc cho mọi người nha chú Bảy. Được rồi, cậu yên tâm. Mọi người làm việc nha. Bây giờ sao ta? Hồi đó phân công ai chỗ nào thì bây giờ cứ vô chỗ đó mà làm. Dạ. Bà Mười vô chỗ này đi. Vô làm. Alo Tiến hả? Nè, tao báo cho mày biết, đã xong 800 sản phẩm rồi. Mày qua đây xem rồi coi có ý kiến gì đóng góp cho tao. Thì 800 nào đó. Đa số lừa của Út May. Giờ chỉ còn 200 sản phẩm với 10 mẫu hàng mới nữa thôi. Nếu cố gắng hết sức thì tao nghĩ là kịp đó. Có gì thì qua sớm tạm nha. Vậy ha, bye mày Lâm. Ủa chị Hai, chị chưa về sao? Chị Lâm có vui không? Dạ, em rất cảm ơn chị Hai, em vui lắm. Những gì mà Dung làm cho Lâm chủ yếu là để cho Lâm vui Dạ, em cảm ơn chị Hai. Bây giờ em phải làm việc tiếp rồi. Mà chị Hai đi học sao? Em nghe nói là chị đăng ký học lại rồi mà. Lâm làm sao vậy? Lâm không muốn nói chuyện với Dung đúng không? Dạ, không phải gì đâu. Tại vì em đang bận công việc. Lâm đừng có nói dối Dung nữa. Dung làm phiền Lâm đúng không? Lâm cảm thấy khó chịu khi mà thấy Dung phải không? Chị Hai à, Lâm nói một tiếng đi. Nếu đúng như vậy thì Dung không làm phiền Lâm nữa đâu. Dung đã làm hết thứ này thứ khác để cho Lâm vui, kể cả chịu một cái tát để làm quệ với những người bạn của Lâm, rồi dẫn họ vô đây làm việc nữa. Lâm không biết là vì ai hả? Không lẽ Lâm không biết hay sao Chị Hai à, thì em đã cảm ơn chị rồi mà. Em biết chị tốt với em. Lâm dẹp cái tiếng chị em đó đi. Giữa hai chúng ta không có chị em gì hết trơn Em yêu anh lắm mà anh Lâm. Chị Hai. Chị Hai, chị làm gì vậy? Chị Hai à, chị đã nhớ là tụi mình là chị em họ đó. Bây giờ không có chị em họ gì hết Dung yêu Lâm mà. Chị mà nói gì Chị nói không chị em là sao? Không lẽ chị... Ý Dung nói là trước đây Dung có yêu Lâm rồi, mà bây giờ trở thành chị em trong nhà Dung chưa có quên được tình cảm đó nữa, mà ngược lại nó càng nhiều hơn. Thật sự đó là lời của trái tim Dung đó. Mà Dung nghĩ đã yêu rồi thì đâu cần luân lý gì đâu. Chị Hai, em với chị là hai chị em mà. Em chưa bao giờ yêu chị và sẽ mãi mãi là như vậy. Em với chị sẽ không bao giờ thành đôi được đâu. Như vậy là sẽ loạn luân, là phạm pháp. Làm biết làm ác lắm không? Làm vừa phải thôi, làm ngốc lắm đó. Dung, sao vậy? Con muốn được yên. Cái thứ gì? Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ nè. Khoan đã, con Dung nó làm sao? Ủa, nó mới về hả mẹ? Ừ, nó mới về mà không biết cái vụ gì mà nó khóc lóc dữ lắm. Nó đang ở trên lầu hả mẹ? Để con lên đó nói chuyện với nó thử. Để tôi yên. Mà ba đây, có chuyện gì vậy? Mở cửa ra coi. Con muốn một mình mà. Đã nói là mở cửa ra coi. Có chuyện gì vậy? Mà hỏi con, có chuyện gì? Không có chuyện gì hết. Chỉ là chuyện riêng của con thôi. Dẹp ba cái chuyện riêng của con đi. Nghe mà bàn chuyện quan trọng hơn nè. Hôm nay á, ở bên văn phòng luật sư, nó đưa cho mợ một bộ hồ sơ. Đây là thủ tục cần phải làm để con nhận được phần thừa kế. Con coi đi rồi ký để mà nộp lại cho người ta. Con coi đi. Nếu không biết ký á thì mợ chỉ cho con ký. Không có ký gì nữa hết á. Bây giờ con không có quan tâm gì nữa. Làm sao? Chuyện hợp đồng giữa con và mợ chấm dứt.